Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 165. Câu hỏi của Bảo Thuận Quang khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tê dại ra đầu, chẳng lẽ thật sự gặp phải quỷ sao? Chủ nhân bị làm sao vậy? Bảo Thuận Quang cảm thấy có gì đó không ổn vào lúc này. Hình như trong đội ngũ của chúng ta có người khác, Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn xung quanh trong đội ngũ. Người khác, ý ngươi là đám người Phương Tĩnh Thiên ư? Ninh Hòa Bình nghiêng người nói. Dương Bách Xuyên nói với vẻ mặt nghiêm trọng, không phải, là người hoàn toàn xa lạ, mọi người xem thử bên cạnh mình có người ngoài không. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể truy hỏi, hắn có linh cảm rất xấu như thể sắp xảy ra chuyện vậy. Lời nói của Dương Bách Xuyên khiến mọi người lo lắng, vội vàng kiểm tra xem xung quanh có người lạ không. Dựa theo lời nói của Dương Bách Xuyên, nếu như xuất hiện người lạ thì nhất định là người trong cung điện này. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là rất có thể người đó không phải là người. Đó là loại sinh vật gì, đây là điều mà mọi người đều lo lắng. Chẳng lẽ là ma hồn, hay là một sinh vật khác? Sư tôn, trong đội ngũ của ta không có gì khác thường. Mông Điềm kiểm tra xong rồi trả lời. Đại tông sư, bên phía bọn ta cũng không phát hiện ai khác. Ninh Hòa Bình kiểm tra xong rồi cũng lên tiếng. Hình Uyên Minh trịnh trọng nói, xung quanh ta cũng chỉ có vài người này, tất cả đều ở đây. Ta cũng không nhận thấy điều gì không ổn. Dương Bách Xuyên nghe mọi người báo cáo, lúc này hắn thật sự rất lo lắng. Trong đội ngũ không phát hiện ai xa lạ, điều này chứng tỏ trong tòa cung điện này có ồn tại sinh linh không rõ lai lịch, đây mới là điều đáng sợ nhất. Cửu đại cung điện chính là tuyến phòng ngự của cửu đại cung điện trung ương, quả nhiên không phải đất lành gì. Mọi người hãy thật cẩn thận và thả lớn tiên hỏa gấp đôi. Dương Bách Xuyên đang nhìn xa xăm, xem thử chỗ xa hơn có đồ vật gì không. Dương đạo hữu, ta có cách chiếu sáng. Lúc này, chính là Hình U Uyên Minh lên tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy làm phiền Hình điện chủ. Dương Bách Xuyên nghe Hình Uyên Minh nói ông ta có cách chiếu sáng thì trong lòng rất vui vẻ. Hình Uyên Minh bắt đầu thể hiện năng lực úp, chứng tỏ trước kia hắn không nhìn lầm, trước đó hắn mượn hơi Hình Uyên Minh chính là vì giờ khắc này. Nếu không dành cho Hứa Nguyên Minh sự tôn trọng xứng đáng, làm sao ông ta có thể góp sức vào lúc này? Hình Uyên Minh đến thời cơ như xe bị tuột xích, sau khi nói xong, ông ta lật tay hai cái thì xuất hiện một viên đan được lóng lánh màu bạc. Giây phút tiếp theo, chỉ thấy hắn phất tay bỗng nhiên ném viên đan dược ra ngoài. Hai tay hắn vùng vẫy lung tung, cũng không biết Hình Uyên Minh đã ném ra bao nhiêu đan được, nhìn thoáng qua hình như không ít. Sau khi mỗi khoảnh khắc đan dược cỡ hạt đào bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Tất cả đều liên tục nổ tung. Đột nhiên, cung điện vốn cực kỳ tối tăm đột nhiên sáng lên. Sáng rực ánh sáng bạc. Mặc dù tất cả những đan dược mà Hình Uyên Minh ném ra đều nổ tung, nhưng chính vì đan dược nổ tung mới sinh ra những đám mây trắng có đường. Kính khoảng hơn 10 mét phát ra ngân quang làm sáng tỏ cung điện tối tăm. Từng đám mây trắng lơ lửng trên đầu mọi người, đương nhiên nó không sáng lắm nhưng cũng đủ để đám người Dương Bách Xuyên quan sát được cảnh vật bên trong cung điện. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nhìn thấy đại khái cảnh vật xung quanh trong cung điện. Dưới ánh sáng tỏa ra từ đan dược của Hình Uyên Minh, chỉ thấy nơi đây hoàn toàn không phải là cảnh vật bên trong cung điện gì đó. Ngược lại, trông giống như một bầu trời đầy sao khổng lồ, điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ở đây lắm, nhưng cũng chứng tỏ một vấn đề, hẳn là có một lực lượng pháp tắc nào đó tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn bốn phía toàn là vẻ mờ mịt, không có gì đặc biệt, một mảnh hỗn loạn. Mà ở vị trí trung tâm cung điện còn thấy được một tế đàn. Tế đàn cao hơn 10 mét, tổng cộng có 4 tầng, đường kính thì nhìn chắc khoảng hơn 300 mét, nó có hình tròn, xung quanh tế đàn có xây dựng bậc thang, từ dưới hướng lên trên tế đàn tạo thành hình thu nhỏ dần. Hắn luôn tin tưởng điều đó không phải do mình hoa mắt, càng không phải là ảo giác, đích thật mới vừa rồi có xuất hiện vài người xa lạ trong đội ngũ, nếu như tìm không ra thì sẽ là quả bom nổ chậm. Nói không chừng có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tình hình hiện tại là ngoại trừ một tế đàn thì không hề nhìn thấy một bóng người nào cả. Hiện tại, có lẽ chỉ có tế đàn mới là vấn đề. Mà theo lời của Mộng Điềm nói, nếu từ đây đi vào, nhất định phải đi đến cung điện kế tiếp, lối ra cũng ở bên trong đại điện, cho nên lối ra của cung điện tiếp theo hẳn là trên tế đàn. Đi thôi, chúng ta đi đến tế đàn. Nói xong, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dẫn đầu đi về phía tế đàn, nhưng không ngờ lúc này lại có vấn đề. Chết đi. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp cung điện. Mọi người vừa nhìn thì phát hiện một gã hộ vệ đại la của tiên minh luyện tạo đột nhiên đánh một chưởng vào người bạn kế bên của mình.
Người hộ vệ bị đánh gần như chưa từng nghĩ đồng đội của mình sẽ xuống tay với mình, vì vậy hắn ta trúng thẳng một chưởng rồi ngã mạnh xuống đất hộc máu, rõ ràng đã bị thương nặng. Biến cố này khiến tất cả mọi người sững sờ một lúc. Ngưu Tam, người điên rồi, người đang làm gì vậy? Kim Quy Tiên Nhân chỉ huy hộ vệ trừng mắt giận dữ chắn trước mặt tên hộ vệ vừa ngã xuống đất, sau đó mắng chửi tên hộ vệ đang nổi điên trước mắt. Kha kha kha, tất cả các ngươi đều phải chết, chết hết đi. Tên hộ vệ này phá lên cười điên cuồng, tiếng cười này lọt vào tai mọi người đều có cảm giác lạnh sống lưng. Không ổn. Dương Bách Xuyên đưa mắt càn khôn nhìn hắn ta, thấy tên hộ vệ đại la tên là Ngưu Tam lúc này toàn thân tràn đầy ma khí. Nhưng dùng mắt thường thì không thể nhìn ra, khống chế hẳn, hình như hắn bị ma hồn nhập thể. Dương Bách Xuyên hét lên. Tuy nhiên, vào lúc này, hộ vệ tên là Ngưu Tam kia đã đánh về phía Kim Quy Tiên Nhân. Kim Quy Tiên Nhân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lúc Dương Bách Xuyên nhắc nhở, ông ta bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nghe nói Kim Quy Tiên Nhân có tu vi đại la đại viên mãn, hơn nữa còn được xưng danh hỗn nguyên đầu tiên ở thành Tiên Đan. Thực lực không tầm thường, đương nhiên, ngoại trừ Dương Bách Xuyên. Đối mặt với một hộ vệ đại la thượng phẩm như Ngưu Tam, lẽ ra ông ta có thể áp chế mới đúng. Nhưng điều không ai ngờ tới là một quyền của Kim Quy Tiên Nhân lại ngang tài ngang sức với Ngưu Tam. Sau một tiếng nổ, ngược lại là Kim Quy Tiên Nhân té bay ra ngoài. Ngay sau đó, Ngưu Tam nở nụ cười tàn nhẫn nham hiểm, hắn ta đi thẳng đến trước người tên hộ vệ vừa bị mình đánh đến trọng thương, sau đó lại đánh ra một chưởng, thẳng tay giết chết tên hộ vệ này. To gan! Định Hòa Bình gầm lên giận dữ. Chấn! Một chữ chấn truyền ra, đã nhìn thấy bàn tay của Định Hòa Bình bạo phát quang mang. Một con lực tiên nguyên nhấc tay trực tiếp từ trên đỉnh đầu Ngưu Tam ấn thẳng xuống. Một người có tu vi hỗn nguyên trung phẩm như Đinh Hòa Bình ra tay thì đương nhiên không giống bình thường. Gào! Ngưu Tam trực tiếp bị bàn tay từ con lực tiên nguyên của Đinh Hòa Bình chấn áp, phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên. Giây tiếp theo, Ngưu Tam trực tiếp bị Đinh Hòa Bình đánh gãy xương cốt toàn thân, sau đó ngã xuống đất. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đạo ma khí bay ra từ trong cơ thể Ngưu Tam. Nhìn có vẻ thật sự là một cá thể. Là dáng vẻ một lão già, nhưng đó là ma hồn. Hơn nữa, khí tức cũng không yếu. Cũng mạnh hơn nhiều so với hai ma hồn trước đó, chẳng trách những người khác lại không thể nhìn thấy trạng thái của ma hồn, cho dù là hắn, nếu không có mắt càn khôn e là cũng không nhìn thấy. Về phần khả năng nhìn thấy của Mộng Điềm, rõ ràng có liên quan đến thể chất quỷ tiên như hắn. Lúc này, lão già ma hồn này đã bị đòn tấn công của Đinh Hòa Bình đánh bật ra khỏi cơ thể Ngưu Tam, bay thẳng về phía Kim Quy Tiên Nhân. Hiển nhiên là muốn mượn Kim Quy gây tai họa. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép. Tiếp theo, phải xem thủ đoạn của Mộng Điềm rồi, nhưng không biết một quỷ tiên cấp bậc đại la như Mộng Điềm thì có thủ đoạn bắt được lão giả ma hồn này hay không. Trên thực tế mọi người đều chú ý đến sự thay đổi trong sân, đặc biệt là cuộc đối thoại của Mộng Điềm và Dương Bách Xuyên. Mặc dù rất nhiều người không nhìn thấy lão ma hồn nhưng từ cuộc trò chuyện của hai người, bọn họ đều được tình thế đã có sự thay đổi. Mộng Điềm bước lên một bước. Nhảy lê duỗi tay thành móng vuốt, gầm lên, quỷ đạo nhiếp hồn, phong đô ấn. Chỉ trong nháy mắt có người nhìn thấy một khắc văn xám xịt xuất hiện trong tay Mộng Điềm, tản ra ánh sáng chói mắt, hình thành một hình dạng cái ô xòe ra khoảng mười mấy mét, sau đó đột ngột co lại rồi lao vút đi. Ở trong mắt mọi người, Mộng Điềm ra tay nhằm vào không khí, mặc dù không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào nhưng mọi người cũng cảm nhận được Mộng Điềm đang nhằm vào sinh linh nào đó. Chỉ có Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nhấn mới nhìn thấy. Mộng Điềm ra tay đánh về phía lão quỷ kia. Trong lòng thầm khen Mộng Điềm ra chiêu hay, nhưng không ai phát hiện trong số bọn họ có một vài người đang nở nụ cười âm độc. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện bởi vì ánh mắt của mọi người đều đang tập trung về phía Mộng Điềm. Sau khi Mộng Điềm đánh trúng lão ma hồn bộc phát ra luồng ma khí kinh khủng. Gào, đúng lúc này lão ma hồn phát ra tiếng gầm nhức óc. Trong lồng ma khí khổng lồ này, thân thể hắn ta bành trướng gấp 3 lần. Dương Bách Xuyên lo lắng không biết Mộng Điềm có thể chịu đựng được không? Hay nói cách khác pháp thuật quỷ đạp của Mộng Điềm có thể chịu nổi sự phản kháng của lão ma hồn hay không? Bởi vì sự biến hóa của lão ma hồn, cuối cùng những người khác cũng nhìn thấy đối tượng mà Mộng Điềm ra tay. Định Hòa Bình thốt lên, ma hồn. Đúng là ma hồn, hơn nữa là ma hồn rất cường đại, từ hơi thở có vẻ là cấp đại la, hơn nữa không hề yếu hơn Mộng Điềm. Dương Bách Xuyên giải thích, ta đi giúp, Định Hòa Bình nói. Nhìn kỹ hãng nói, có lẽ thực lực thủ đoạn của Mộng Điềm cũng đủ để đánh bại lão ma hồn này. Dương Bách Xuyên nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện,
quả nhiên Mông Điềm đã phát lực. Cũng không biết hắn ta dùng bí pháp gì, chỉ thấy âm lôi lóe lên trong tay hắn a. Lão ma hông phát ra tiếng hét thảm thiết, a. Chấn. Mông Điềm gắn giọng nói. Dưới sự chấn áp của Mông Điềm, chỉ trong nháy mắt thân thể khổng lồ của lão mơ hồn đã co lại như người bình thường, ma khí ngập trời cũng biến mất, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc. Cảnh tượng này làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện này đã được giải quyết. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ như vậy bởi vì hắn biết rõ Phong Đô Quyết hiểu biết quỷ tu đạo. Từ lúc bắt đầu bên cạnh hắn đã có quỷ tiên, có hai nữ nhân tu luyện quỷ đạo. Công pháp tu luyện Phong Đô Quyết do sư phụ truyền cho hắn, lúc trước sư phụ cũng từng nói trong giới tu luyện, quỷ tu đạo rất thần bí, Mông Điềm là một người đã tu luyện Phong Đô Quyết đến cảnh giới Đại La, kết quả này cũng nằm trong dự đoán. Cũng chứng minh cùng một cảnh giới, quỷ tu sẽ chiếm ưu thế hơn. Mặc dù hơi thở của lão ma hồn cường đại này cũng tương đương với Mông Điềm, nhưng Mông Điềm có công pháp truyền thừa quỷ đạo chính tông, nhưng tụ ra thân thể quỷ tiên. Nhưng lão ma hồn cũng chỉ là ma hồn, hắn ta không có ma thân, có được ma hồn đã rất tốt rồi. Rốt cuộc những sinh linh ở chỗ này hoặc bị trấn áp, hoặc bị mai táng, hoặc bị hiến tế, hiển nhiên tất cả sinh linh trong tòa ma thành này được coi như tế phẩm. Đáng thương. Dương Bách Xuyên cho rằng không đáng thương, dù sao ma đạo không phải chính đạo, là tà đạo. Ma đạo mà hắn từng tiếp xúc không ai tốt cả, sâu trong nội tâm Dương Bách Xuyên vô cùng thống hận ma tu ma đạo. Bởi vì Liễu Linh Linh đã chết trong tay người tu ma đạo. Hắn đã từng thề nhìn thấy người tu ma chắc chắn sẽ giết chết. Nhìn thấy Mông Điềm sắp hóa lão ma hồn thành một ma cầu, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này lại xảy ra biến cố. A, âm ầm ầm, a, tiếng hét thảm thiết và tiếng tấn công liên tục vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy có 5-6 người đang ra tay đánh lén đồng bạn của mình. Có một người trong đó trực tiếp lao về phía Mông Điềm. Biến hóa này làm mọi người không kịp trở tay. Dương Bách Xuyên biến sắc. Hừ, âm thanh vang như tiếng sấm. Mông Điềm dẫn theo hơn ngàn tướng sĩ quỷ tiên ra tay, rất nhanh đã hình thành một vòng tròn lớn, bao vây tất cả mọi người ở bên trong, mỗi một quỷ tiên đều kết ấn ra một pháp quyết. Mông Điềm, cái này là... Dương Bách Xuyên có hơi khó hiểu. Mặc dù hắn cũng đọc qua nội dung của Phong Đô Quyết và Quỷ Tiên, nhưng dù sao hắn cũng không phải quỷ tu, không biết sau khi tu luyện quỷ tu có thể mang đến thiên phú thần thông gì. Mặc dù đoán được Mông Điềm đã ra lệnh bày ra đại trận phong ma gì đó để đối phó với tình hình hiện tại, nhưng hắn xem không hiểu nên thuận miệng hỏi. Mông Điềm trả lời, bẩm sư phụ, đây là ma hồn cao cấp, cần thiết tiêu diệt, không thể để bọn họ chạy trốn. Nếu chạy trốn thì chúng ta sẽ gặp phải rắc rối lớn hơn. Đệ tử bày ra đại trận phong ma để phòng ngừa ma hồn chạy trốn. Hơn nữa sau khi khởi động đại trận, mọi người có thể nhìn thấy ma khí, nếu không chúng bám vào người cũng không ai nhận ra, lúc đấy sẽ rắc rối lớn. Nghe xong Dương Bách Xuyên liên tục gật đầu, sau đó nói, ngươi suy xét rất chu đáo, đi chủ trì đại trận đi, bên trong giao cho chúng ta, đừng thả chạy ma hồn nào. Vâng, sư phụ cẩn thận, đúng rồi, sư phụ, ngài nhận lấy ma hồn châu này đi, chờ ma hồn cao cấp có được ý thức. Oán khí và sức lực sẽ biến mất. Sau khi luyện hóa ma hồn ta sẽ nhận được lực lượng vô cùng thuần tịnh, dùng để tu luyện sẽ rất tốt. Nói xong Mông Điềm giao ma hồn châu cho Dương Bách Xuyên. Người có lòng. Đệ tử đi chủ trì đại chạy đi. Nhìn Mông Điềm rời đi, nhìn ma hồn châu trong tay, hắn cảm nhận được một lồng lực lượng khổng lồ vô cùng tinh thuần ở bên trong. Đây là ma hồn thượng cổ, tương đương với ma hồn cao cấp, chắc chắn sẽ không kém. Theo lời của Mông Điềm, loại ma hồn cấp bậc này sẽ tự sinh ra ý thức, tiêu tán lệ khí và sát khí rồi tạo ra lực lượng ma hồn vô cùng tinh thuần, bên trong có cả lực ma sát, dùng để tu luyện tiên hồn. Đối với các tu giả, rất khó để tăng lên lực lượng thần hồn, chỉ có thể dựa vào việc tăng lên tu vi pháp lực. Nhưng cũng không phải không thể tu luyện mỗi thần hồn không, chẳng qua có quá ít thiên tài địa bảo có thể làm thần hồn hấp thu được. Cho nên viên ma hồn châu này rất quý. Dương Bách Xuyên không từ chối ý tốt của Mông Điềm, nhận lấy ma hồn châu. Hắn nhìn về phía bên trong, hai mắt lóe lên. Nếu đám ma hồn cao cấp kia có thể tăng lên lực lượng thần hồn, như vậy hắn sẽ không khách khí. Mặc dù đám ma hồn kia cũng là người, nhưng Dương Bách Xuyên không cảm thấy tội lỗi, bởi vì hắn thống hận ma tộc, bản thân ma tộc là tội ác. Nếu để hắn cắn nuốt luyện hóa tiên hồn tiên nhân, có lẽ hắn sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng đối với ma tộc thì không, hơn nữa còn là mấy ma hồn cổ. Nói trắng ra chúng không thuộc phạm vi sinh linh bình thường. Biến bọn chúng thành thiên tài địa bảo cũng không có gì sai. Bên trong đã vô cùng loạn. Đột nhiên xảy ra chuyện người một nhà đấu tranh nội bộ,
hoặc nói cách khác không hề phòng bị bất ngờ bị người một nhà thọc đao đánh lén. Bên Tiên Minh luyện tạo chết ba hộ vệ đại la, ba người bị thương nặng. Bên Hình Uyên Minh, ngoài hai điện lão ra thì hai tên hộ vệ còn sót lại cũng chết rồi. Một người bị ma hồn bám vào người, một người bị người kia chém chết. Sau đó người bị ma hồn bám vào người đã bị điện lão đánh chết. Bên Phương Tĩnh Thiên cũng rất thảm thiết, mặc dù bọn họ cách rất xa, nhưng bởi vì ma hồn yên lặng bám vào người nên không ai phát hiện, cho nên hộ vệ bên Phương Tĩnh Thiên cũng chết gần hết, chỉ còn lại một mình Phương Tĩnh Thiên, đồ đệ Cảnh Sán và hai bà lão bên cạnh Cảnh Sán. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mặc dù trận hỗn loạn ma hồn bám vào người đã được dẹp yên, nhưng mọi người đều tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng hiện tại Tiên Minh luyện tạo vẫn nhiều người hơn, tổn thấy ba hộ vệ, ba người bị thương nặng còn sống. Đám hộ vệ bị bám vào người bị đánh chết tại chỗ, vì dẹp loạn nên cũng không còn cách nào. Không ra tay đánh hộ vệ bị bám vào người đến thương nặng thì không thể ép ma hồn ra khỏi trong cơ thể bọn họ, bởi vì không nhìn thấy. Sau khi bình ổn, mọi người như chim sợ cành cong, nhìn chằm chằm nhau, bởi vì bọn họ cũng không biết ai trong bọn họ còn bị ma hồn bám vào người hay không. Ma hồn bị đánh ra sẽ chui ra khỏi cơ thể một người, rồi yên lặng chui vào trong cơ thể của người khác. Chủ nhân, giờ phải làm sao đây? Vừa rồi Bảo Thuận Quang đã tự tay giết chết một hộ vệ tập kích mình, còn là người một nhà nên cảm xúc không quá ổn định. Chúng ta không nhìn ra được ai bị bám vào người, không biết tiếp theo bên chúng ta có còn bị bám vào người nữa không, thật sự quá đau đầu. Biên Long lo lắng nói. Diệu Bất Ngôn nói, thật ra mọi người có phát hiện hay không những người bị bám vào người đều là hộ vệ tu vi đại la, còn chúng ta là hỗn nguyên nên không có dị thường gì. Bên Mông Điềm tướng quân và các tướng sĩ của hắn ta đều là quỷ tiên, thân thể cực âm nên không có khả năng bị bám vào người. Dương Bách Xuyên biết mọi người đều bị chuyện vừa rồi dọa sợ, rốt cuộc không nhìn thấy không sờ được cũng không tìm thấy, ai cũng không biết trong số bọn họ còn có người bị bám vào hay không, hoặc nói cách khác chắc chắn có nhưng không biết đang ở trên người ai. Chẳng lẽ cấp bậc hỗn nguyên thật sự có thể thoát khỏi nghi ngờ hay sao? Dương Bách Xuyên cảm thấy chưa chắc. Hắn đang đợi Mông Điềm, chờ đại trận của Mông Điềm. Nhưng mọi người vẫn cần phải ổn định tinh thần. Dương Bách Xuyên nhìn quanh tất cả rồi nói, đừng lo, vài ma hồn này không gây ra được sóng gió gì. Hơn nữa ta nói cho mọi người một tin tốt, những ma hồn này đã có ý thức, thế nên lệ khí và sát khí sẽ tiêu tán. Câu này có nghĩa là, chỉ cần có được thì đó sẽ là sức mạnh thần hồn tinh khiết nhất, thứ mà bất cứ kẻ tu luyện nào đều thích. Mọi người nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sáng mắt lên. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết do ma hồn mang tới cũng giảm đi không tất cả mạo hiểm tiến vào trong thành ma tộc, cuối cùng cũng chỉ là để đạt được cơ duyên, hoặc nói đúng hơn là thiên tài địa bảo. Tiên giới kẻ mạnh là vua, ai lại không muốn hơn người khác. Hơn nữa nói tới tài nguyên tu luyện, không có thực lực mạnh thì tu vi khó mà tưởng tượng được. Ví dụ như nơi gọi là cửu trùng thiên kia, rất nhiều người biết nhưng rất khó để vào được, ít nhất thì tu vi cũng phải theo kịp mới có thể tiến vào được. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên giải thích ma hồn có thể là sức mạnh thuần túy, tâm tư của mỗi người đều trở nên sinh động. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả, đây cũng là cảnh tượng mà hắn mong đợi, đương nhiên hắn hy vọng tinh thần của mọi người được nâng cao, chứ không phải đối mặt với vài ma hồn đã ủ rũ. Đi sâu vào giữa cung điện, đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau vẫn còn không biết bao trở ngại đang đợi bọn họ. Vậy nên mọi người cần phải có tinh thần. Ma hồn châu chính là một chất xúc tác. Hiệu quả có vẻ không tệ. Dương Bách Xuyên cười rồi nói, mọi người nghĩ cách bắt ma hồn luyện hóa, ai giành được sẽ là của người đó, nhưng tốt nhất nên hợp tác với nhau để tránh tổn thất, mọi người cũng đừng lo lắng vấn đề không nhìn thấy, Mông Điềm đã bày đại trận, đợi sau khi trận pháp khởi động thì ma hồn sẽ không còn chỗ để trốn. Dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng nổ. Tiếng động không lớn nhưng ai nấy đều có thể nghe rõ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy phía chân trời xuất hiện kết giới màu bạc. Đó chính là đại trận được hình thành từ hơn 1.000 quỷ tiên do Mông Điềm dẫn tới. Lúc này, trong trận pháp có một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt chiếu rọi vào mọi người. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Bên trong trận pháp, không một ai có thể tránh thoát ánh sáng đang chiếu rọi. Sau khi ánh sáng bạc bao phủ xuống, trong số họ có 6 người đã xảy ra thay đổi. Khi ánh sáng chiếu lên, trên người bọn họ xuất hiện một tầng khí đen nhàn nhạt. Đây là huyền.ma khí. Định Hòa Bình lên tiếng, vù vù vù. Người cuối cùng khiến Dương Bách Xuyên giật mình, chính là một trưởng lão bên cạnh Hình Uyên Minh. Năm người kia đều có tu vi cấp bậc đại la, nhưng điện lão bên cạnh Hình Uyên Minh kia chính là hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm đấy. Vừa rồi mọi người còn đang phân tích thảo luận,
nói cấp bậc hỗn nguyên không thể nào bị ma hồn nhập thể, hiện tại xem ra suy đoán không hề chính xác. Người kia của Điện Ma Đan là hỗn nguyên đạo tiên, không phải cũng bị ma hồn nhập thể rồi hay sao? Nhưng may mà đại trận của Mộng Điềm mở đúng lúc, cuối cùng cũng tìm ra 6 người bị ma hồn nhập thể. 6 người này đứng lẻ loi ở một chỗ, bị tất cả mọi người vây lại. Chủ nhân, tổng cộng có 6 nội gián, bây giờ đã không còn chỗ nào để trốn, chúng ta có ra tay không? Bảo Thuận Quang hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy Bảo Thuận Quang dùng cái từ nội gián này rất chính xác. Nếu không có đại trận của Mộng Điềm thì mọi người quả thật không thể nào nhận ra được, ngay cả mắt càn khôn của hắn, nếu như người bị ma nhập thể không tự động để lộ thì hắn cũng không phát hiện ra. Mọi người cùng nhau ra tay, chỉ cần ép ma hồn chui ra khỏi cơ thể của 6 người này là được, cố gắng hết sức không để họ bị thương, tách từng ma hồn rồi tiêu diệt là được. Dương Bách Xuyên dặn dò, dù sao thì cả 6 người này cũng không làm chủ được bản thân. Dương Đạo Hữu, vị ớ nặng oai.ba người bên phía Phương Tĩnh Thiên thì sao? Hình Uyên Minh lại gần hỏi. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết Hình Uyên Minh căm ghét Phương Tĩnh Thiên, nếu như có thể nhân cơ hội diệt trừ 3 người cảnh sán thì đây sẽ là một đòn lớn với Phương Tĩnh Thiên. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không để Hình Uyên Minh làm như vậy, mặc dù hắn cũng không thích Phương Tĩnh Thiên, nhưng không tới mức phải xuống tay với nữ nhân, nếu hắn nhân cơ hội diệt trừ cảnh sán và 2 bà lão bên cạnh ông ta, vậy chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Chút giận lên người phụ nữ, hắn không làm được. Lão Hình, Phương Tĩnh Thiên là Phương Tĩnh Thiên, đồ đệ là đồ đệ, đây là 2 chuyện khác nhau, hơn nữa nơi này quỷ dị, chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu người, chết một người sẽ ít thêm một người, mặc dù Phương Tĩnh Thiên không tham gia đồng minh với chúng ta nhưng vẫn luôn đi cùng, bản chất cũng không khác nhau lắm, thế nên đừng 2 tới 3 người ho. Dương Bách Xuyên cho Hình Uyên Minh một giới hạn, lời nói có vẻ bình tĩnh nhưng lại mang theo ý cảnh cáo. Vẻ mặt Hình Uyên Minh giật giật, ông ta cười nói, yên tâm, ta hiểu rồi. Trong lòng lại đang chửi mắng Dương Bách Xuyên, tiểu tử ngươi sợ là nhìn chúng cảnh sán tiên tử thì có, người của Thành Tiên Đan đều biết cảnh sán có dung mạo vô song, ai chẳng muốn quỳ dưới chân nàng ta. Ai mà biết trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ cái gì. Nhưng Hình Uyên Minh cũng không dám xem thường lời của Dương Bách Xuyên. Hiện tại, trong mắt của Hình Uyên Minh hoặc nói đúng hơn là với tất cả mọi người, tu vi của Dương Bách Xuyên không phải cao nhất nhưng thế lực của hắn lại lớn nhất, không thể chọc. Ra tay đánh nhanh thắng nhanh. Dương Bách Xuyên hạ lệnh, ngay lập tức, tất cả mọi người đều hành động. Bảo Thuận Quang và Đinh Hòa Bình, cộng thêm Diêu Bất Ngôn đi trấn áp Kim Quy Thiên Nhân và Đại La Hộ Vệ, giải quyết người của mình. Hình Uyên Minh và một điện lão khác xông về người của Điện Ma Đan. Phương Tĩnh Thiên vẫn luôn ở phía xa, ngay sau đó đã dẫn theo mấy hộ vệ Đại La lao về phía cảnh sán và 2 lão bà kia. Có mục tiêu trấn áp, hiệu quả đương nhiên rõ rệt. Nhưng cũng không tránh khỏi việc có tổn thất. Ma thập thể sẽ để lại thiệt hại, nhưng cũng không còn cách nào khác, không xuống tay nặng thì ma hồn sẽ không ra khỏi cơ thể họ. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương cũng không ra tay, chỉ đứng quan sát, hắn kiểm soát tình hình chung hơn nữa cũng đủ người rồi. Đầu tiên là Kim Quy Tiên Nhân và hộ vệ bị thương của Luyện Tạo Tiên Minh, rất nhanh 2 người họ đã được đám người Đinh Hòa Bình ép ma hồn ra khỏi cơ thể, sau đó liên thủ bắt ma hồn luyện hóa, thu được 2 viên ma hồn châu. Bên phía Hình Uyên Minh thì có hơi thảm. Dù sao thì người bị nhập cũng là điện lão có tu vi hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm, thực lực vô cùng mạnh, nhất là sau khi ma hồn nhập thể thì tu vi còn cao hơn. Dương Bách Xuyên thấy bọn họ tấn công mãi không được, hắn không nhịn được quay sang nói với Tuyết Hương và Biên Long, 2 người qua hỗ trợ Hình Uyên Minh đi, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, nơi này quá quỷ dị, ở lại lâu sợ là sẽ xảy ra sự cố khác. Được. Rõ, Đại Tông Sư. Tuyết Hương và Biên Long đồng ý rồi gia nhập cuộc chiến. Áp lực bên phía Hình Uyên Minh giảm đi nhiều, bọn họ bắt đầu chiếm ưu thế, bắt được ma hồn chỉ là vấn đề thời gian. Trái lại, không có ai giúp bên Phương Tĩnh Thiên, chỉ có mình ông ta dẫn theo mấy hộ vệ Đại La chiến đấu, bọn họ liên tiếp tổn thất thêm mấy tên hộ vệ, chỉ còn lại một mình Phương Tĩnh Thiên. Lúc này ông ta bắt đầu ra tay nặng hơn. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra, ngoại trừ đồ đệ cảnh sán thì lão hồ ly nãy không hề nương tay, ông ta không quan tâm 2 bà lão này cũng là người của Hỏa Vân Các. Chỉ trong nháy mắt Phương Tĩnh Thiên đã giết chết một người. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma hồn bay ra trừ trên cơ thể người mới bị Phương Tĩnh Thiên giết, ma hồn lập tức bay về phía hắn. Sau khi có sức mạnh của Hắc Liên, hắn đã chặn khả năng ma hồn chiếm đoạt cơ thể. Hắn giơ tay, học theo Mộng Điềm dùng sức mạnh hóa thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ ma hồn ở bên trong. A, gào. Sau khi hiện hình, ma hồn kêu gào thảm thiết, không ngờ lại là dáng vẻ của một nữ nhân. Dương Bách Xuyên không khách khí tăng mạnh Thanh Liên Tiên Hỏa,
co rút đại võng lại, sau đó thu ma hồn châu lại. Hừ, dám bám vào người ta, tìm sai người rồi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, thanh liên tiên hỏa của hắn chính là lực lượng khắc tinh của ma hồn. Chủ nhân, cẩn thận, Bảo Thuận Quang hét lên. Dương Bách Xuyên thúc giục khắc văn đạo phù không gian thuấn di ra 20 mét. Âm đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Cản Sán cầm roi dài ra tay với hắn. Xem ra muốn ta tự tay dạy dỗ ngươi, Dương Bách Xuyên nheo mắt nói thầm. Dương Bách Xuyên thấy Cản Sán đột ngột ra tay với mình, vừa mắng Phương Tĩnh Thiên vừa nhìn chằm chằm Cản Sán. Nàng ta bị ma hồn bám vào người và bị điều khiển. Đám ma hồn kia đều có ý thức, nhìn thấy đồng bạn bị thu cũng sẽ cùng lòng đối ngoại để báo thù. Điều này không quá kỳ quái. Cảnh Sán hay nói cách khác lúc ma hồn tấn công, ma khí trên người bùng nổ, thân thể bành trướng gấp 3 lần giống như lão ma hồn lúc đánh với Mông Điềm. Sau đó bay vọt lên không trung đánh về phía Dương Bách Xuyên, trên người nàng ta xuất hiện 9 lưỡng ma khí giống như 9 con mãng xà khổng lồ quấn quanh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết thanh liên tiên hỏa trên người mình là khắc tinh của ma hồn. Đến tận lúc này hắn vẫn không quá sợ hãi đám ma hồn kia. Trong lòng thúc giục thanh liên tiên hỏa, lực lượng tiên hồn và tiên lực trong cơ thể bùng nổ, ánh sáng chói mắt xuất hiện. Khi 9 luồng ma khí khống chế Cản Sán đến gần Dương Bách Xuyên đã bị Dương Bách Xuyên thúc giục thanh liên tiên hỏa và tiên hồn cộng thêm pháp. Lực đốt cháy, phát ra tiếng lách tách. Gào, a. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của Cảnh Sán. Hiển nhiên ma hồn đã bị lực lượng tiên hỏa của Dương Bách Xuyên đốt bị thương. Nói đến cùng ma hồn chính là sinh linh âm vật, hơn nữa nó cũng chỉ là ma hồn, cho dù có thể sử dụng ma khí trong thiên địa thì sao chứ? Gặp phải thanh liên tiên hỏa của Dương Bách Xuyên thì vẫn bị khắc chế như thường. Ngay sau đó ma hồn nhanh chóng lùi về sau. Muốn chạy, đừng có mơ, Dương Bách Xuyên thấy Cảnh Sán lùi về sau muốn chạy trốn, lạnh lùng quát to rồi nhảy dựng lên biến mất. Sau đó xuất hiện chắn trước mặt Cảnh Sán, không chút do dự đánh thanh liên tiên hỏa lên trên người Cảnh Sán. Một tiếng hét thảm vang lên, một chưởng này của Dương Bách Xuyên ít nhất cũng phải chứa đựng 8 phần sức mạnh. Đương nhiên nếu không phải hắn sợ làm Cảnh Sán bị thương thì hắn đã dùng toàn lực, đánh chết nàng ta thu hồi ma hồn. Nhưng nói đến cùng Cảnh Sán vô tội. Nàng ta chỉ bị ma hồn bám vào người mà thôi. Không cần thiết đánh chết nàng ta. Mặc dù Cảnh Sán có mấy lần chống đối hắn. Thậm chí có thể nói giữa hai người có khoảng cách, nhưng đây không phải lúc không màng tất cả giết chết nàng ta. Về mặt khác, Dương Bách Xuyên là một nam nhân, thật ra hắn có hơi tò mò tại sao Cảnh Sán lại luôn che mặt. Nghe đồn Cảnh Sán tiên tử là tiên tử đứng đầu thành tiên đan, có dung mạo tuyệt đẹp, cho nên người nào đó hơi tò mò về nàng ta. Cho nên Dương Bách Xuyên không định giết chết Cảnh Sán, chỉ cần đuổi ma hồn ra khỏi cơ thể của nàng ta là được, thuận tiện cho nàng ta một bài học. Chỉ cần bị ma hồn bám vào người, không chết cũng bị thương nặng. Cảnh Sán ăn trọn đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, không thể né tránh. Dương Bách Xuyên lắc mình đi xuống, ra tay xách cổ Cảnh Sán. Một tay khác cầm lấy thiên linh của nàng ta, vận chuyển tiên hồn cường đại bắt đầu hút, muốn ép ma hồn trong cơ thể nàng ta ra, không có ma hồn cơ hội chạy trốn. Đương nhiên hắn dám làm như vậy bởi vì thần hồn của hắn rất cường đại, thứ hai bởi vì hắn có lực lượng của Hắc Liên, cho nên Dương Bách Xuyên không sợ gì cả. Cào, a. Cảnh Sán phát ra tiếng gào thảm thiết. Ma khí bốc lên rồi bị Dương Bách Xuyên kéo ra khỏi cơ thể của nàng ta. Thu. Trong tay lại có thêm một viên ma hồn châu. Cộng thêm một viên của Mông Điềm thì hắn có tổng 3 viên ma hồn châu. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bởi vì một tay của hắn còn đang túm gáy Cảnh Sán. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cảm giác có hơi, hai mắt sáng bóng. Hoặc nói chính xác hơn trước mặt trắng bóng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi trong lúc chiến đấu, hắn mải đánh ma hồn ra khỏi cơ thể của Cảnh Sán, dùng quá sức nên thanh liên tiên hỏa không chỉ đốt cháy ma khí trên người nàng ta, còn đốt cháy cả quần áo trên người Cảnh Sán. Xấu hổ! Lúc này khăn che mặt của Cảnh Sán cũng bị đốt trụi, bộ quần áo đỏ thẫm trên người cũng hóa thành tro tàn, hoàn toàn trần truồng hiện lên trước mắt hắn. Đúng lúc này Cảnh Sán mở mắt, một tiếng hét chói tai vang lên. Dương Bách Xuyên giật mình vô thức buông lỏng bàn tay đáng tú ướm gáy Cảnh Sán ra. Ngươi, biến thái, bốp. Một cái tát nhanh như chớp rơi xuống mặt Dương Bách Xuyên. Đờ mờ. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Cảnh Sán. Thật ra hắn không tức giận bởi vì hắn đang nhìn chằm chằm người ta. Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. Cảnh Sán tức giận quát to, sau đó vung tay lên, một bộ quần áo đỏ rực khoác lên người, nhưng lần này không đeo. Khăn che mặt.
Dương Bách Xuyên che mặt, cảm nhận cơn đau rát. Trong đầu toàn là hình ảnh trần truồng trắng bóng. Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên ấn tượng nhất là dung mạo của Cảnh Sán, không hổ là tiên tử đứng đầu thành tiên đan. Sắc mặt lạnh băng và khí chất thoát tục, hoàn toàn là một người đẹp lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với bộ quần áo đỏ rực của nàng ta. Khi nhìn thấy dung mạo của Cảnh Sán tiên tử, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ đến một người quen. Đó là hình ảnh của Thiên Hồ Sư Nương mà hắn từng gặp ở đảo Tán Tiên, hai người có cùng khí chất. Chẳng qua Thiên Hồ Sư Nương là sự quyến rũ trời sinh, còn Cảnh Sán là lạnh lùng cao quý. Biến, sao ta có thể so sánh Sư Nương với Cảnh Sán chứ, tội lỗi. Dương Bách Xuyên thầm mắng chính mình. Lúc này hắn nhìn về phía Cảnh Sán thì thấy Cảnh Sán đã biến mất, chạy sang chỗ sư phụ để hỗ trợ. Sờ khuôn mặt nóng rát, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm về phía Phương Tĩnh Thiên, lẩm bẩm, có vẻ một cái tát này rất đáng giá. Một mình Phương Tĩnh Thiên chiến đấu với hai bà lão, đánh chết một người bị thương nặng, ông ta đang chuẩn bị kết liễu người còn lại. Sư phụ, xin hãy nương tay. Cảnh Sán hô to. Hai bà lão chăm sóc nàng ta từ nhỏ, một người trong đó đã bị sư phụ đánh chết, bây giờ chỉ còn lại một người cuối cùng. Nhìn thấy bà lão kia đã bị Phương Tĩnh Thiên bắt giữ, nhưng nàng ta phát hiện sư phụ vẫn muốn ra tay nên vội vàng hét lên. Hừ, chết đi. Sư bà. Cảnh Sán đau đớn lao về phía bà lão mặc đồ trắng đang nằm trong vũng máu, nhưng bà lão đã bị Phương Tĩnh Thiên đánh chết. Dương Bách Xuyên nhíu mày nhìn thấy sau khi Phương Tĩnh Thiên cắn nuốt ma hồn, hơi thở trên người tăng vọt. Lúc này Đinh Hòa Bình đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhìn Phương Tĩnh Thiên rồi nói, Phương Tĩnh Thiên điên rồi, ông ta nuốt chừng hai hồn ma, có vẻ tu vi của lão bất tử này đang đột phá. Giờ phút này, quanh người Phương Tĩnh Thiên đang lơ lửng giữa không trung đầy dẫy ma khí, sức mạnh thiên địa không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể lão ta. Đó là ma khí đấy, ấy thế mà lão già này lại chẳng thèm kiêng dè gì mà hấp thu hết. Hơi thở ngày càng mạnh dần. Sư phụ, mau dừng lại đi. Mặc dù bà lão bên cạnh đã bị sư phụ giết chết, nhưng là đồ đệ của lão, Cảnh Sán nhận ra điểm bất thường trên người sư phụ Phương Tĩnh Thiên lúc này. Ma khí tương khắc với sức mạnh của tiên nhân, thế nên nàng ta biết rất rõ nếu Phương Tĩnh Thiên cố chấp hấp thu luồng ma khí khổng lồ đó vào người thì sẽ dẫn tới hậu quả khủng khiếp gì. Ha ha ha, Sán Nhi đừng lo, vì sư sắp đột phá gì lửng giữa trời chợt há miệng cười lớn như điên. Chấm móc lửng, Phương Tĩnh Thiên lơ đại tông sư, xem chừng Phương Tĩnh Thiên đã mê muội quá rồi. Đinh Hòa Bình lo lắng nói. Bấy giờ, dưới sự hợp tác của mọi người, những ma hồn khác trong điện đã bị thu phục, hóa thành ma hồn châu. Đúng lúc này, sự ngông cuồng của Phương Tĩnh Thiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đối mặt với tình hình này, Dương Bách Xuyên chỉ bình tĩnh nhìn Phương Tĩnh Thiên, đặng nói, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, chứ chúng ta cũng đâu ngăn cản lão già kia đột phá được. Mà các ngươi có cảm nhận được không, hình như, Phương Tĩnh Thiên, đang tính thăng lên thượng phẩm hỗn nguyên đạo tiên. Đúng là vậy thật, thật ra, tất cả các thế lực lớn ở tiên đan thành ai cũng biết rất rõ điểm này hết, lão già Phương Tĩnh Thiên xuất thân từ Hỏa Vân Các. Tuy Hỏa Vân Các không có chỉ nhánh trải rộng khắp tiên giới, nhưng cũng là một thế lực có lịch sử lâu đời ở tiên đan thành. Cách đây hơn 1.000 năm, tu vi của Phương Tĩnh Thiên đã đạt tới trung phẩm hỗn nguyên đạo tiên, nói cách khác. Lão ta đã chạm phải bình cảnh rất nhiều năm, mục đích lão tiến vào ma tộc thành lần này cũng là để tìm cách giải quyết. Giờ xem ra, nguyên nhân là vì đạo tâm của lão đã xảy ra vấn đề, chỉ vì đột phá bình cảnh mà dám thoải mái nuốt sống ma hồn, hấp thu ma khí chẳng chút e dè gì. Trạng thái này của lão thật sự rất nguy hiểm, khả năng cao là đã tiến vào ma đạo. Hình Uyên Minh bước tới góp vui. Nếu vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Phương Tĩnh Thiên hóa ma sao? Biên Long ra tiếng. Diêu Bất Ngôn cũng gia nhập, nếu Phương Tĩnh Thiên rơi vào ma đạo thật, đến lúc đó tu vi của lão sẽ thăng thẳng lên thượng phẩm hỗn nguyên đạo tiên cảnh, thế thì chẳng khác gì một sự uy hiếp lớn đối với chúng ta. Đại Tông Sư, hay là chúng ta ra tay liền luôn đi? Nhân lúc lão bất tử đó chưa đột phá thành công mà tìm cách trấn áp. E là đã muộn, Dương Bách Xuyên chú tâm quan sát Phương Tĩnh Thiên, đặng nói. Một tiếng nổ rền trời truyền tới từ chỗ Phương Tĩnh Thiên. Lão, đột phá, Bảo Thuận Quang không kiềm được mà hét lên thất thanh. Hơi thở mạnh mẽ, uy phong và ma khí khủng bố nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phía, khiến mọi người sợ hết hồn. Bấy giờ, tóc tai Phương Tĩnh Thiên tán loạn trong gió, hai mắt cũng biến thành màu đỏ rực. Cảnh tượng này dọa Dương Bách Xuyên giật nảy cả mình, con cáo giả Phương Tĩnh Thiên này thật sự. Ai ở đây cũng biết hậu quả khi rơi vào ma đạo là gì, thế nên nhất định phải trấn áp bằng được Phương Tĩnh Thiên. Nhưng đương lúc Dương Bách Xuyên muốn mở miệng nói gì đó, Phương Tĩnh Thiên bất chợt nhếch môi, nở nụ cười quỷ dị,
sau đó thình lình hóa thành một vệt sáng, phóng thẳng từ trên trời xuống, mà mục tiêu của lão chính là nữ đồ đệ Cảnh Sán. Sư phụ, ha ha ha, Sán Nhi à, theo vi sư làm một vụ lớn nào con. Tiếp sau đó, Phương Tịnh Thiên không nói thêm lời nào nữa, im lặng tóm lấy Cảnh Sán, rồi hóa thành một luồng ma khí khổng lồ, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Thế rồi, từ đại trận nằm ở phía chân trời xa xa vọng tới tiếng nổ rền vang. Âm, mau đuổi theo, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết lão bất tử Phương Tịnh Thiên muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn, trực giác của hắn mách bảo rằng nhất định Phương Tịnh Thiên sẽ làm ra một chuyện gì đó vô cùng cực đoan. Cảnh tượng ấy thành công dọa mọi người sợ chết khiếp, vì điều này chứng tỏ thực lực của Phương Tịnh Thiên ở hiện tại đã vượt xa những gì họ tưởng tượng, e là có ngăn cũng ngăn không nổi. Chỉ là Dương Bách Xuyên không thể để mặc cho lão thích làm gì thì làm được, bầu không khí kỳ lạ của nơi này, Phương Tịnh Thiên nhập ma, lại thêm chuyện bắt cóc đồ đệ Cảnh Sán, nghĩ kiểu gì cũng thấy chẳng đơn giản chút nào. Ngoài ra, dựa vào những lời Phương Tịnh Thiên vừa nói với Cảnh Sán ban nấy, Dương Bách Xuyên cho rằng Phương Tịnh Thiên không hề đánh mất ý thức. Nhất định phải đuổi theo, bất kể Phương Tịnh Thiên muốn làm cái gì cũng phải tóm cổ lão ta lại cho bằng được. Xem chừng lý do Phương Tịnh Thiên dẫn Cảnh Sán đi cũng chẳng tốt đẹp gì, ít nhất thì không tốt cho Cảnh Sán. Dương Bách Xuyên không mong nhìn thấy một tiên tử xinh đẹp như Cảnh Sán bị Phương Tịnh Thiên bắt đi hãm hại. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ vô thức trong lòng hắn mà thôi. Ban nấy vừa mới xem thấy cảnh Cảnh Sán không một mảnh vải, còn chưa thưởng thức xong dư âm thì nàng ta đã bị Phương Tịnh Thiên bắt đi mất, điều này khiến họ Dương cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặt khác, hắn có cảm giác mục đích Phương Tịnh Thiên bắt Cảnh Sán đi chẳng tốt lành gì, chắc chắn có mưu đồ gì đó ẩn đằng sau. Chỉ trong một khoảnh khắc, Phương Tịnh Thiên túm lấy Cảnh Sán, thoát khỏi đại trận do Mông Điềm bày ra, rồi biến mất. Dương Bách Xuyên hét lớn, ra lệnh đuổi theo. Sau đó hắn chạy vội tới bên cạnh trận pháp, phát hiện có vài quỷ tiên của Mông Điềm đã bị Phương Tịnh Thiên tiêu diệt. Sư tôn, thứ cho đệ tử vô năng, không thể ngăn cản lão. Mông Điềm hạ lệnh giải tán đại trận quỷ tiên, rồi tiến lên bẩm báo với Dương Bách Xuyên. Con đã muốn làm rất tốt, Phương Tịnh Thiên rơi vào ma đạo, tu vi cũng đột phá tới thượng phẩm hỗn nguyên cảnh, các con không ngăn nổi cũng là bình thường, bên ta tổn thất bao nhiêu người. Dương Bách Xuyên hỏi Mông Điềm. Có 8 người bị một chiêu của Phương Tịnh Thiên đánh cho hồn phi phách tán ạ. Mông Điềm trầm giọng trả lời, rõ ràng ban đầu, hắn ta dẫn theo tận 3.000 tướng sĩ từ Hoàng Lăng Đại Tần Thành ra ngoài, vậy mà trên đường tới đây, đến hiện tại, cũng chỉ còn lại 1.000+ người. Hôm nay, chết một người tương đương thiếu mất một người, với cả một khi tử vong, quỷ tiên sẽ lập tức hồn phi phách tán, không còn để lại chút vết tích gì, vì họ là quỷ tiên chứ không phải con người có máu có thịt, nên một khi chết là tan biến vĩnh viễn. Mỗi lần đánh mất một người, lòng Mông Điềm lại đau như dao cắt. Thế mà chỉ một chiêu của Phương Tịnh Thiên đã giết tận 8 người. Dương Bách Xuyên cũng nổi trận lôi đình, kỳ thật, tình cảm giữa hắn và những vị tướng sĩ quỷ tiên của Mông Điềm cực kỳ thắm thiết, nguyên nhân vì mọi người cùng đến từ một nơi, so với 100 triệu sinh linh ở tiên giới, 1.000 quỷ tiên này. Chẳng khác nào hạt cát bé nhỏ giữa đại dương, nhưng với hắn mà nói họ lại là đồng hương. Mặt mày Dương Bách Xuyên xa xăm, hắn cất giọng nói với Mông Điềm. Ổn định lại đội ngũ, cùng ta đuổi theo Phương Tịnh Thiên, lần này nhất định phải khiến lão hôi phi yên diệt, trả thù cho các tướng sĩ. Rõ, sư tôn. Dương Bách Xuyên bay vọt về phía trước, khi thấy ánh sáng tỏa ra từ tế đàn phía xa, trái tim như dâng tới cổ họng, cả người tức tốc lao về phía đó. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Phương Tịnh Thiên và Cảnh Sán nằm trên đỉnh tế đàn. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã bay lên tới tế đàn. Giờ phút này, trên tế đàn cũng tỏa ánh hào quang rực rỡ, có điều lại nhuộm đẫm màu máu đỏ tươi. Hoạt nhìn, tầng cao nhất của tế đàn 4 tầng chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Bao vây tế đàn, Dương Bách Xuyên hạ lệnh, mọi người lập tức xông lên bọc quanh tế đàn. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình và vài cao thủ hỗn nguyên cảnh bay lên trên đỉnh tế đàn, đập vào mắt là hai bức tượng và những dòng chữ cổ cực kỳ phức tạp khắc bên trên. Bấy giờ, biểu cảm trên mặt Phương Tịnh Thiên vô cùng điên cuồng. Cảnh Sán thì nằm co ro dưới chân lão ta, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lẩm bẩm, sư phụ, tại sao? Ha ha ha, để ta nói thật cho con biết ha, tu vi của vi sư mãi mà không tiến bộ, đúng lúc này, vi sư bỗng tìm được một quyển bí điển về ma tộc, có thể dẫn người nhập ma đạo mà không đánh mất ý thức, mấy năm gần đây, đã vài lần vi sư tính đến chuyện nhập ma, nhưng do dư mãi vẫn không quyết định được. Suy cho cùng cũng là rơi vào ma đạo đó. Ai mà biết bí điển do ma tộc ghi lại là thật hay giả chứ? Cũng may Đinh Hòa Bình đã giúp ta hạ quyết tâm,
còn đúng dịp họ muốn tìm tới ma tộc thành, chẳng phải là tới cả ông trời cũng bảo vi sư hãy nhập ma sao? Kỳ thật đến tận bước này rồi, vi sư vẫn do dự không biết có nên nhập ma đạo, tu luyện ma công không, kết quả là trong lúc này, con và hai bà lão kia lại bị ma hồn xâm chiếm, cộng thêm thằng nhóc Dương Bách Xuyên ép buộc, dồn vi sư tới bước đường này. Nói tới đây, Phương Tịnh Thiên quay sang nhìn Dương Bách Xuyên, trên môi là nụ cười đầy quỷ dị. Có thể thấy, lão ta chẳng thèm mảy may để ý tới chuyện bốn phía đã bị người của Dương Bách Xuyên bao vây. Lão ta ung dung nói tiếp, quả nhiên, ma điển nói không sai, cắn nuốt ma hồn để tu luyện có thể gia tăng tu vi, giờ vi sư đã đột phá rồi, ha ha ha. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều, trong quyển ma điển kia có miêu tả đôi chút versus tình hình ở đây, tỉ như hai ma khuyển đặt tại tế đàn này chính là người thủ hộ của điện U Vương, cũng là ma hồn thượng cổ cực kỳ mạnh. U Vương quái quỷ gì đó tất nhiên là không tồn tại, nhưng người thủ hộ ma khuyển thì vẫn còn, hơn nữa còn là ma thú cường đại của ma tộc, có khả năng giết sạch tất cả những kẻ ở đây. Đến lúc đó, vi sư có thể cắn nuốt máu huyết tiên hồn của tất cả bọn chúng để trở nên mạnh hơn. Về phần con, nói đơn giản thì con chính là tế phẩm để vi sư đánh thức ma khuyển. Ma khuyển bảo vệ điện U Vương chỉ thức dậy khi có máu xử nữ, bằng cách nào vi sư cũng dễ kiểm soát ma khuyển hơn. Mà Sán Nhi không cần lo đâu, vi sư sẽ giữ lại mạng cho con mà, cùng lắm là mấy chút máu, biến thành người phàm thôi, nhưng chắc chắn vi sư sẽ nhớ mãi không quên công lao của con. Lão ta muốn đánh thức hai ma khuyển bảo vệ điện U Vương. Chỉ trong nháy mắt, từ chỗ hai bức tượng điêu khắc ma khuyển lập tức bùng lên hai luồng ma khí ngập trời khiến con người ta phải khiếp sợ. Lùi lại. Dương Bách Xuyên hét lớn, trái tim đập loạn hết lên. Mọi người nghe thấy tiếng hô của Dương Bách Xuyên thì vội vàng lùi về sau. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, sóng khí cuồn cuộn ập tới. Tất cả mọi người đều bị cỗ lực lượng này đánh ngã. Cũng may không có ai bị thương nặng, sau khi lộn nhào mấy vòng giữa không trung cũng ổn định lại cơ thể. Nhìn qua bên đó, bọn họ trông thấy tế đàn có hai bức tượng cao hơn 3 mét, pho tượng ma khuyển phát ra ánh sáng đỏ rực, ma khí ngút trời. Ngay sau đó, hai tiếng gầm vang vọng, đỉnh tai nhức óc. Giống, giống. Hình dáng của ma khuyển hiện ra, nói ra ma khuyển nhưng tiếng gầm lại không hề giống chút nào, trái lại mang theo đầy lệ khí. Chắc chắn là đại yêu. Ma tộc đại ma thú. Dương Bách Xuyên nói, tất cả tập trung tỉnh thần, những ai có tu vi dưới hỗn nguyên lùi về sau 10 dặm. Hơi thở nhàn nhạt của hai con ma khuyển khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh, Dương Bách Xuyên biết không dễ đối phó, thậm chí trong lòng hắn còn thấy lo lắng. Hắn ra lệnh cho những người kia lùi về sau là vì không muốn họ bị liên lụy. Đứng trước thế lực có sức mạnh cường đại, không phải số lượng đông là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ bằng giảm bớt thương vong là tốt nhất, để lại cao thủ hỗn nguyên bên cạnh hắn là đủ. Tính ra cũng không kém, có Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Hình Uyên Minh, còn có một điện lão của điện Ma Đan, cộng lại cũng phải 6 cao thủ hỗn nguyên, trong đó 4 người Đinh Hòa Bình và Tuyết Hương là hỗn nguyên trung phẩm. Đương nhiên chỉ có một mình Dương Bách Xuyên là đại la đại viên mãn, nhưng đại la của hắn cũng không hề thua kém những hỗn nguyên này. Như vậy phía hắn có tổng 7 đại hỗn nguyên. Hiện tại bọn họ phải đối mặt với hai ma hồn khuyển được Phương Tĩnh Thiên huyết tế gọi tỉnh, bản thể giống như pho tượng điêu khắc, nhưng không biết sau khi thức tỉnh sẽ xảy ra chuyện gì, cộng thêm cả một Phương Tĩnh Thiên đã đạt tới hỗn nguyên thượng phẩm, cả hai đều rất khó chơi. Hơn nữa, vừa rồi hắn nghe lão già Phương Tĩnh Thiên nói, ông ta lấy được cái gì mà ma điển có thể khống chế hai con ma khuyển này, vậy thì càng kinh khủng hơn. Rõ ràng Phương Tĩnh Thiên như đã rơi vào ma đạo, nhưng bản thân ông ta từng nói, lão già này tu luyện ma công, ý thức chủ không biến mất. Nói cách khác, dưới tình huống tu luyện ma công nhưng ông ta vẫn giữ nguyên được ý thức của bản thân, vậy mới càng uy hiếp. Nhưng nói nhập ma cũng không sai, bởi vì trong mắt của tất cả mọi người, Phương Tĩnh Thiên đã điên rồi. Ngay cả đệ tử cảnh sán của mình cũng không tha, ông ta dùng máu tươi của cảnh sán huyết tế triệu hoán hai ma khuyển thức tỉnh. Mặc dù cảnh sán không chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện tại chỉ là mất quá nhiều máu, kế tiếp liệu nàng ta có bị cắn nuốt luôn tiên hồn. Dương Bách Xuyên nhìn cảnh sán đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt trắng bệch, trong lòng thở dài, hắn quyết định cứu cảnh sán. Lát nữa mọi người tiến lên ngăn chặn hai ma khuyển, ta đi cứu cảnh sán. Dương Bách Xuyên dặn dò. Lần này, chỉ có mình Tuyết Hương nhướng mày, những người khác thì cười hiểu ý. Đàn ông ấy mà, anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện nên làm. Huống chỉ sau khi mạng che mặt của cảnh sán bị Dương Bách Xuyên thiêu hủy, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp có thể xưng là đệ nhất thiên tử của thành Thiên Đan. Mọi người đều không có ý kiến. Giết chết bọn họ. Ngay lúc này, giọng của Phương Tĩnh Thiên vang lên.
Ánh sáng đỏ rực trên tế đàn dần tan biến, hai pho tượng ma khuyển sống lại. Một đen một đỏ, hai con ma khuyển sống động. Lúc này trước mặt họ là thân người cao 3 mét, nhưng lại mang đầu chó. Giống. Trong tiếng gầm giận dữ, hai ma khuyển trực tiếp xông tới. Giết, giết chết hai ma khuyển, mọi người dốc hết sức, lúc này đừng che giấu thực lực, nếu không tất cả chúng ta đều không có kết quả tốt. Dương Bách Xuyên hô lên, kiếm đầu long xuất hiện, hắn dùng minh văn đạo phù, cơ thể lắc mình né tránh đi thẳng tới phía cảnh sán ở giữa tế đàn. Trước tiên hắn phải cứu cảnh sán rồi tính sau. Thế nên Dương Bách Xuyên đã đi thẳng tới trước cảnh sán đang nằm giữa tế đàn. Nhưng sau khi hẳn tới đó thì lại thấy một cảnh tượng khác, chữ khắc giữa tế đàn vẫn đang chuyển động, hơn nữa còn phát sáng. Thông đạo truyền tống. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Lúc trước Mộng Điềm đã nói muốn vào Trắc Tâm cung điện thì phải đi qua 9 hành cung, mỗi một lối vào của hành cung tiếp theo đều nằm ở trong đại điện. Tòa cung điện này chỉ có tế đàn, bây giờ nhìn thấy minh văn truyền tống, Dương Bách Xuyên xác định đây chắc chắn là lối vào của cung tiếp theo. Vậy cũng tốt. Đợi lát nữa nếu như đánh không lại thì mọi người sẽ tiến vào. Cung kế tiếp từ nơi này. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dừng lại. Hắn chạy thẳng tới trước cảnh sán, đỡ nàng dậy rồi nói, đi, ta đưa ngươi ra khỏi đây, sư phụ ngươi đã nhập ma rồi. Lúc đỡ cảnh sán dậy, Dương Bách Xuyên đã kiểm tra qua tình trạng cơ thể nàng, vẫn tốt, chỉ mất máu, tiên hồn vẫn còn, nàng chỉ suy yếu, có thể từ từ hồi phục. Cảnh sán chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Dương Bách Xuyên sẽ cứu mình. Lúc trước nàng mưu đồ muốn minh văn đạo phù trên người Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ hắn ta lại cứu nàng. Đương nhiên quần áo trên người nàng bị Dương Bách Xuyên đốt cháy cũng là vì cứu nàng, bị hắn nhìn hết sạch. Có một bí mật giấu ở trong lòng cảnh sán vẫn chưa nói ra, lúc cảnh sán muốn nói cho Dương Bách Xuyên biết, người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của nàng sẽ phải cưới nàng. Đang định lên tiếng, cảnh sán nhìn thấy có một luồng sáng bắn tới. Cẩn thận! Mặc dù cơ thể suy yếu nhưng vẫn cắn răng đẩy hắn một cái. Phụt! Cảnh sán phun ra một ngụm máu. Dương Bách Xuyên bị cảnh sán đẩy ra xa 3 mét, hắn quay đầu nhìn thấy cảnh sán ngã vào trong vũng máu. Phương Tĩnh Thiên mang theo nụ cười nham hiểm xuất hiện sau lưng cảnh sán. Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ, vừa rồi cảnh sán đẩy hắn là bởi vì nàng nhìn thấy Phương Tĩnh Thiên đánh lén. Phương Tĩnh Thiên, cái đồ xúc sinh, ánh mắt Dương Bách Xuyên đỏ au, hắn mắng chửi Phương Tĩnh Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vốn dĩ cảnh sán chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng bây giờ đã ngã xuống đất, không biết hôn mê hay đã chết rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên đã căm hận Phương Tĩnh Thiên tới cực điểm. Hắn cũng trách bản thân quá sơ ý, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy lão già này đứng bên hai ma khuyển, dáng vẻ như đang điều khiển chúng. Không ngờ ông ta còn có thể tranh thủ đánh lén hắn. May mà cảnh sán còn có lương tâm, đẩy hắn tránh thoát. Nhưng bản thân nàng lại bị Phương Tĩnh Thiên đánh trúng. Chưa rõ sống chết thế nào. Ha ha ha, tiểu tử, cảnh sán là đồ đệ của ta, đừng có đụng tới nó, trước kia không phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao, lão phu nhẫn nhịn tới bây giờ, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt ngươi, đến đây, quỳ xuống cầu xin, lão phu có thể cho ngươi chết toàn thây, ha ha ha. Phương Tĩnh Thiên cười như một kẻ điên, ánh mắt ông ta nhìn Dương Bách Xuyên đầy vẻ trêu chọc. Lúc đầu Dương Bách Xuyên rất căm giận trước lời nói đầy khinh thường của Phương Tĩnh Thiên, nhưng sau khi nghe ông ta nói, hắn lạnh giọng đáp, rất nhiều người muốn tiểu ra đây quỳ dưới chân bọn họ, nhưng nói cho ông biết, những người đó đều đã hồn bay phách lạc, mà ông cũng không phải người cuối cùng. Uy hiếp hắn. Xem thường hắn. Đâu không có tác dụng với tiểu ra đây. Ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được thôi, lão phu sẽ đích thân giết chết ngươi, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Cho ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn ma công của lão phu, ta sẽ khiến danh con như ngươi biết thế nào là uy lực của Hỗn Nguyên thượng phẩm. Phương Tĩnh Thiên vẫn dùng ánh mắt đầy khinh thường để nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Dứt lời, ông ta vụt biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện cách Dương Bách Xuyên 3 mét với ma khí ngút trời, Phương Tĩnh Thiên lập tức vung trưởng đánh tới. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy ma khí cuồn cuộn trên nắm đấm của ông ta đang mạnh mẽ đánh về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được chỗ không đúng của Phương Tĩnh Thiên, bởi vì hắn phát hiện sau khi Phương Tĩnh Thiên vung nắm đấm, quanh người ông ta mang theo ma khí cuồn cuộn, uy áp không ngừng ép về phía hắn. Dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên đương nhiên không dám sơ ý. Hắn biết muốn đối đầu với Phương Tĩnh Thiên thì nhất định phải dốc toàn bộ sức lực, hoặc là nói trên người có bao nhiêu bản lĩnh phải dùng hết nếu không thì hắn sẽ bị lão già này trấn áp. Ong! Kiếm đầu long nổ vang! Thanh liên tiên hỏa và lực lượng đạo nguyên trong cơ thể,
sức mạnh hắc, liền cũng được Dương Bách Xuyên thi triển hết vào trong kiếm đồ long. Phá không chém. Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, hắn dùng sức mạnh của Minh Văn Đạo Phù, bỗng nhiên nhảy vọt lên giữa không trung, ngang hàng với Phương Tĩnh Thiên rồi bổ xuống một kiếm. Âm ầm, tiếng nổ vang dội, có thể nói Dương Bách Xuyên đã dùng toàn bộ sức lực. Trực tiếp đối đầu chính diện với Phương Tĩnh Thiên. Hắn cũng muốn xem thử thực lực của bản thân chênh lệch bao nhiêu so với Phương Tĩnh Thiên. Kết quả sau khi hai đòn va chạm nhau, vẻ mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi. Rõ ràng kiếm của hắn đã chém lên nắm đấm của Phương Tĩnh Thiên, nhưng lại giống như đánh vào bịch bông, ngay sau đó hắn cảm nhận được tất cả sức mạnh bị Phương Tĩnh Thiên hấp thu toàn bộ. Giây sau hắn trông thấy Phương Tĩnh Thiên mang theo ý cười tà ác, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm giác được có gì đó sai sai, hắn muốn rút lui. Nhưng lại nghe được Phương Tĩnh Thiên nói, đi chết đi. Ngay sau đó là một cỗ lực lượng bắn ngược, trực tiếp truyền qua kiếm đồ long, nội lực và ngoại lực dội ngược lại. Tiếng nổ mạnh vang lên giống như tảng đá lớn nện lên người hắn. Phụt! Kiếm đầu long tuột khỏi tay Dương Bách Xuyên bay xa mấy trăm mét. Bản thân hắn rơi thẳng xuống tế đàn. Đại tông sư! Chủ nhân! Sư phụ! Đám người Đinh Hòa Bình đang dây dưa với hai ma khuyển, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị thương thì sốt ruột, bọn họ hợp lực chế trụ hai ma khuyển. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã thấy có Mông Điềm, có lẽ là nhờ có ông ấy ra tay giúp đỡ, dù sao thì Mông Điềm cũng là quỷ tiên, đều mang thuộc tính âm. Tu vi thấp nhưng lại có thể phát huy rất mạnh. Đừng đến đây, các người đối phó hai con ma khuyển, còn lão bất tử này thì để ta Dương Bách Xuyên cản lại đám người Đinh Hòa Bình. Hắn biết ma khuyển khó đối phó, hiện tại phân tâm đến đây giúp hắn, làm không khéo é bị thương. Hơn nữa Dương Bách Xuyên vẫn còn át chủ bài, mặc dù bị lão bất tử đánh thương nặng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng thực lực của Phương Tĩnh Thiên đủ làm hắn khiếp sợ. Một quyền của ông ta vô cùng có uy lực. Lực bạo phát vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu không phải trên người hắn có tiên y, thân thể cũng mạnh hơn tiên nhân bình thường, chắc chắn lần này hắn sẽ bị ông ta đánh cho tàn phế. Đám người Đinh Hòa Bình nghe thấy vậy cũng không kiên quyết lại giúp nữa. Đúng như lời của Dương Bách Xuyên, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là giải quyết xong hai con ma khuyển. Sáu người liên thủ cũng chỉ chặn được đòn tấn công của hai con ma khuyển, nếu không phải vừa rồi có thêm Mông Điềm, thật ra sáu người bọn họ chưa chắc chiếm thế thắng. Đinh Hòa Bình biết chỉ cần mọi người cố gắng phối hợp tốt với nhau thì sẽ có cơ hội giết chết hai con ma khuyển. Đinh Hòa Bình gầm lên, véo pháp quyết bắt đầu dùng toàn lực. Gào, đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên. Mọi người nhìn thấy tuyết hương hóa thành bản thể, song rực độc giác long. Ngay sau đó điên cuồng lao về phía một con ma khuyển. Hình Uyển Minh giật mình, ông ta biết nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên là yêu tiên, nhưng không ngờ bản thể lại là song rực độc giác long. Đây chính là hậu duệ của thần thú thượng cổ, một sự tồn tại vô cùng cường đại được ghi lại trong điển tịch. Ông ta không ngờ một nữ yêu tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên lại cường đại đến mức này. Sau khi nhìn thấy sự liều mạng của Tuyết Hương, đám người Hình Uyên Minh cũng cảm thấy xấu hổ, chả lẽ đám nam nhân như bọn họ lại để một nữ tử liều mạng. Chỉ trong nháy mắt mọi người điên cuồng chém giết, thi triển ra thủ đoạn của từng người, hoàn toàn áp chế hai con ma khuyển. Hai con ma khuyển rất cường đại. Đối mặt với bảy cao thủ cùng lúc nhưng vẫn đỡ được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như này, mọi người chiến thắng hai con ma khuyển chỉ là vấn đề thời gian. Trong cảm nhận của mọi người, hơi thở của hai con ma khuyển rất cường đại, có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên Đạo Tiên thượng phẩm, thậm chí là đại viên mãn. Nhưng cũng không phải không có điểm yếu, thân thể của hai con ma khuyển được điêu khắc nên. Chỉ cần đánh nát thân thể của bọn chúng, lại có thêm Mông Điềm kiềm chế ma hồn thì có thể hoàn toàn chiến thắng hai con ma khuyển. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì đều lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Trong số đó Tuyết Hương lo cho Dương Bách Xuyên nhất. Mặc dù Tuyết Hương ít nói nhưng lại rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, hai người cũng từng trải qua mấy lần sống chết, hơn nữa còn đột phá tình cảm lúc tiến vào thành ma tộc. Nếu không phải Dương Bách Xuyên không cho đi qua đó, nàng cũng sẽ không biến thành bản thể để chiến đấu, bởi vì muốn nhanh chóng xử lý hai con ma khuyển để đến giúp Dương Bách Xuyên. Giữa nàng và hắn chỉ còn một lớp giấy mỏng mà thôi. Ngoài ra đám người Bảo Thuận Quang, Mông Điềm và Đinh Hòa Bình cũng lo cho Dương Bách Xuyên. Thật ra mọi người đều biết rõ Dương Bách Xuyên không cho mọi người qua đó vì đại cục. Ai biết Dương Bách Xuyên có thể kiên trì được bao lâu? Có tâm kế có đầu óc, lúc trước vẫn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng lão bất tử cũng bùng phát, còn cắn nuốt hai ma hồn, đột phá tu vi. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến đây, lúc này hắn biết mình phải dùng đến át chủ bài. Một lọ đan dược xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là đan kim nguyên đại la.
hắn luyện chế được 9 viên, nhưng cho Yến Xích Hà, Tuyết Hương, Định Hòa Bình, Biên Long, Bảo Thuận Quang, Diêu Bất Ngôn mỗi người 1 viên, giờ hắn chỉ còn lại 3 viên. Vốn dĩ hắn không định dùng sớm như vậy, bởi vì hiện tại tu vi của hắn đã là Đại La Đại Viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá lên Hỗn Nguyên cảnh, tự tu luyện cũng có thể bước vào Hỗn Nguyên cảnh. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, hắn thật sự không đánh lại Phương Tĩnh Thiên. Tu vi chênh lệch quá lớn. Lúc này dùng đan kim nguyên đại la bởi vì hắn muốn bước vào Hỗn Nguyên cảnh, chỉ có làm vậy hắn mới có thể xử lý Phương Tĩnh Thiên. Còn việc sau khi dùng đan kim nguyên đại la có thể đột phá Hỗn Nguyên hay không, Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ đến. Bởi vì đây là đan dược do Kỳ Quân tiên nhân nghĩ ra, hơn nữa tác dụng của đan kim nguyên đại la đã hoàn mỹ thể hiện trên người đám người Đinh Hòa Bình. Chỉ cần dùng đan kim nguyên đại la thì đều đột phá tu vi. Cho nên Dương Bách Xuyên tin tưởng 3 viên đan kim nguyên đại la có thể giúp hắn đột phá Hỗn Nguyên. Lấy ra đan dược, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào Phương Tĩnh Thiên, lão già đừng quá đắc ý, người rất mạnh nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy, đừng tưởng mình là cao siêu, người cũng chỉ là một cọng rơm mà thôi. Còn không phải Hỗn Nguyên thôi sao? Nhìn xem, hiện tại ta đột phá cho ngươi nhìn, sau đó đánh chết lão già nhà ngươi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, sau đó ăn một viên đan kim nguyên đại la vào trong bụng. Phương Tĩnh Thiên vốn không cảm thấy gì, ông ta cảm thấy Dương Bách Xuyên đang giãy chết mà thôi. Nhưng khi thấy Dương Bách Xuyên ở bình dược nuốt một viên đan dược thì Phương Tĩnh Thiên biến sắc. Ông ta cảm nhận được đan dược này không giống bình thường, tuyệt đối không phải tiên đan tầm thường. Cách thật xa ông ta cũng ngửi thấy mùi hương thuần tịnh của đan dược, ông A sống rất lâu, lại là các chủ Vân Hỏa Các của thành tiên đan, cũng là một luyện đan sư cấp đại sư. Ông ta biết tiên đan này của Dương Bách Xuyên không đơn giản. Trên thực tế mấy thế lực lớn ở thành tiên đan đều là tiên môn luyện đan truyền thừa, ai cũng có thể luyện đan, đi trên con đường đan đạo nên liếc mắt cái có thể phân rõ đan dược thượng thừa. Cũng biết có vài tiên đan thật sự có thể nghịch thiên. Phương Tĩnh Thiên nghĩ nhớ may tiên đan của Dương Bách Xuyên là đan dược thượng thừa thì sao? Nhưng ông ta không kịp ngăn cản Dương Bách Xuyên, bởi vì Dương Bách Xuyên đã nuốt xuống bụng. Nhìn bình đan dược trên tay Dương Bách Xuyên, nghĩ đến bên trong vẫn còn đan dược. Phương Tĩnh Thiên muốn bóp chết nguy hiểm ở trong trứng trước khi Dương Bách Xuyên đột phá. Phương Tĩnh Thiên lạnh lùng nói, cho dù bây giờ ngươi dùng tiên đan cũng vô dụng, lão phu sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi đột phá. Ha ha ha, Phương Tĩnh Thiên, ngươi cũng quá tự đắc rồi, có bản lĩnh thì giết chết ta đi đã rồi hãy mạnh miệng. Hơn nữa ta muốn đột phá chỉ trong một suy nghĩ, ngươi nghĩ mình là ai? Còn dám nói giết ta trước khi ta đột phá? Dứt lời một tiếng nổ vang lên trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Đột phá. Phương Tĩnh Thiên biến sắc, ông ta không ngờ tiểu tử này nói đột phá là đột phá. Ông ta cũng vừa đột phá nên rất quen thuộc âm thanh vừa mới phát ra trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Phương Tĩnh Thiên hoảng sợ, nhưng sau đó nghĩ đến lúc ông ta đột phá là hấp thu ma khí nên bình tĩnh lại. Nơi này khác với bên ngoài, là một tòa thành ma tộc, trong thiên địa đều là lực. Ma sát, chỉ cần không phải người ma tộc, không ai dám hấp thu ma khí nơi này. Lúc này Dương Bách Xuyên đột phá. Phương Tĩnh Thiên lại cảm thấy hắn đang tìm chết. Bởi vì đột phá cảnh giới tu vi cần phải hấp thu lực lượng trong thiên địa, đây là quy tắc của thiên đạo, không ai có thể thay đổi. Vốn dĩ đây là phúc lợi đối với người tu tiên, nhưng ở chỗ này lại là bùa đòi mạng. Nơi này là thành ma tộc, là không gian nghịch chuyển âm dương nên nơi này đã thoát khỏi quy tắc thiên đạo. Cho nên ở trong mắt Phương Tĩnh Thiên, Dương Bách Xuyên lựa chọn đột phá là đang tìm chết. Phương Tĩnh Thiên có bí điển ma công, tương đương tu luyện ma đạo. Cho nên mới có thể hấp thu ma khí nơi này để đột phá. Phương Tĩnh Thiên điên cuồng cười to. Dương Bách Xuyên biến sắc giống như bị Phương Tĩnh Thiên dọa sợ. Đúng là cảnh giới của hắn đã đột phá đến Hỗn Nguyên sơ phẩm, sau đó là vô số luồng ma khí nhập thể, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lúc này sắc mặt của Dương Bách Xuyên vô cùng vặn vẹo, đau đớn giống như đang xác thực lời của Phương Tĩnh Thiên. Phương Tĩnh Thiên nhìn khuôn mặt dữ tợn của Dương Bách Xuyên, khỏi phải nói trong lòng ông ta vui vẻ biết bao. Tiểu tử này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, không thể sống được. Dương Bách Xuyên quả thật đã đột phá cảnh giới sau khi dùng đan dược, nhưng đồng thời, ma khí cũng chui vào cơ thể hắn. Quả nhiên, Phương Tĩnh Thiên nói thật, nơi này chỉ có ma khí chứ không tồn tại tiên khí, trong trường hợp đảo ngược âm dương thì không còn lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể bị động hấp thu ma khí. Trong trường hợp bình thường hoặc là người bình thường, chắc chắn chỉ có xong đời. Phương Tĩnh Thiên không có động tĩnh gì. Chỉ nhìn Dương Bách Xuyên tự mình tìm đường chết. Đáng tiếc là trong lòng Dương Bách Xuyên không nghĩ như vậy. Mà lần này Phương Tĩnh Thiên đã đoán sai.
Về phần kết quả như thế nào, trong lòng Dương Bách Xuyên là biết rõ nhất. Đương nhiên, những gì Phương Tĩnh Thiên nói, khi lọt vào tai những người khác thì lại khác, ví dụ như đám người đỉnh Hòa Bình. Ban đầu, đột phá tu vi là chuyện tốt, nhưng thời gian và địa điểm được chọn sai rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên đột phá và hấp thu một lượng lớn ma khí vào trong cơ thể, coi như là một con đường chết. Tất cả mọi người đều biết rất rõ điều này. Nhưng mà hết cách rồi. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã hấp thu ma khí vào bên trong cơ thể. Phần thưởng của đại đạo thiên địa là thứ không ai có thể ngăn cản. Bản thân đột phá cảnh giới thì có lực lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể. Lúc này, đám người Định Hòa Bình trở nên lo lắng và bắt đầu bị phân tâm. Dương Bách Xuyên bây giờ là nhân vật nòng cốt trong số bọn họ, nếu sau khi Dương Bách Xuyên hấp thu ma khí mà xảy ra chuyện gì thì mọi người đều không biết phải làm sao. Lúc suy nghĩ thì sẽ lơ là. Đang lúc chiến đấu mà phân tâm sẽ chịu thiệt. Đang lúc chiến đấu với hai đầu ma khuyển thì đám người Đinh Hòa Bình phân âm, lập tức khiến hai đầu ma khuyển chiếm thế thượng phong. Vốn dĩ bọn họ đã đàn áp được hai đầu ma khuyển rồi, nhưng không ngờ lúc này lại bị phân tâm khiến hai đầu ma khuyển chiếm lại thế thượng phong. Cục diện dường như cực kỳ nguy hiểm đối với đám người Dương Bách Xuyên. Bên phía Dương Bách Xuyên sắp xong đời rồi, hậu quả của việc hấp thu ma khí vào trong cơ thể rất nghiêm trọng, rất có thể là ma khí và tiên khí tranh đấu trong cơ thể sẽ phá hủy hoàn toàn sự cân bằng tu vi. Nhưng khi đạo nguyên bị tổn thương, kết quả cuối cùng là Dương Bách Xuyên rất có thể sẽ tiến vào tẩu hỏa nhập ma. Mà bên phía đám người Định Hòa Bình cũng bị hai đầu ma khuyển áp đảo lại tê tập trung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tất cả mọi người rất có thể sẽ bị Phương Tĩnh Thiên luyện thành vật hiến tế. Rất nguy hiểm. Trên tế đàn, một lượng lớn lực ma khí bắt đầu điên cuồng tràn vào xê thân thể Dương Bách Xuyên từ bốn phương tám hướng. Khí tức trên người hắn không ngừng tăng cao. Cuối cùng, cảnh giới tu vi cũng đã đột phá đến hỗn nguyên đạo cảnh sơ phẩm. Nếu đột phá tu vi như thế này ở bên ngoài thì là chuyện tốt, nhưng vào giờ khắc này ở đây lại là chuyện xấu. Mà đối với Dương Bách Xuyên, có một chuyện Phương Tĩnh Thiên không biết cũng không nhìn thấy. Đó là công pháp mà Dương Bách Xuyên tu luyện lại là một công pháp đơn giản. Là công pháp nhất đẳng trong thiên địa, là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết. Cái tên tạo hóa của nó đủ để chứng minh tất cả. Hơn nữa, căn cơ của Dương rất vững chắc, vào thời điểm đó, căn cơ của Kim Đan Thập Toàn Thập Mỹ về mặt lý thuyết có thể hấp thụ bất kỳ lực lượng nào trong thiên địa. Ma khí. Ha ha. Cũng không phải trước đây hắn chưa từng hấp thụ qua. Và cũng có thể chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Mặc dù bây giờ sau khi thành tiên, hoặc có thể nói là theo tu vi tăng lên, Kim Đan Thập Toàn Thập Mỹ đã biến mất, nhưng lúc này, hắn là tồn tại còn cao cấp hơn cả đạo nguyên. Trước đây hắn có thể hấp thu lực lượng thì bây giờ vẫn có thể hấp thu. Hơn nữa, đạo nguyên bên trong Dương Bách Xuyên cũng không đơn giản. Thiên phú hỗn độn chung và cánh cửa U Đô vẫn còn đó, thần bổn mạng cũng giấu ở bên trong đạo nguyên. Cái này biến mất sau khi dung hợp các quả cầu hắc bạch âm dương trong điện Càn Khôn, nhưng nó không thực sự biến mất, mà được ẩn giấu trong Càn Khôn đạo nguyên của hắn. Những thứ này thật ra đều là do Dương Bách Xuyên phát hiện sau đó, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra cách sử dụng những thần thông thiên phú này. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ này đã biến mất. Nếu tu vi tăng lên, thiên phú thần thông tương ứng sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn chứ không biến mất. Thực ra ngay từ đầu, Dương Bách Xuyên cũng không ngờ việc đột phá trong không gian đảo ngược âm dương ở nơi này sẽ nảy sinh vấn đề hấp ma khí vào. Trong cơ thể, nếu không phải Phương Tĩnh Thiên nhắc nhở, hắn cũng sẽ không có ấn tượng gì. Khi hắn nghe thấy Phương Tĩnh Thiên cười to, trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Thậm chí Dương Bách Xuyên cũng đang lén vui mừng, lão bất tử, tiểu gia chính là một ngoại lệ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới dám hấp thu ma khí mà không kiêng nể gì, tiểu gia ta còn có thể làm tốt hơn ngươi. Nếu Phương Tĩnh Thiên đã muốn xem mình làm trò đùa, Dương Bách Xuyên cũng muốn thỏa mãn tâm tư của ông ta một chút, vẻ mặt hắn giả vờ đau đớn. Trông giống như nỗi đau đớn khi ma khí xâm nhập vào cơ thể. Quả nhiên, Phương Tĩnh Thiên cũng đắc ý phá lên cười. Nhưng, Dương Bách Xuyên cũng cười lớn trong lòng. Chỉ là hấp thu ma khí thôi, lúc này có một lượng lớn ma khí tiến vào trong cơ thể hắn, sau khi thúc giục Càn Khôn Tạo Hóa Công, Càn Khôn Đạo Nguyên cũng nhanh chóng vận chuyển. Ma khí tiến vào trong cơ thể từng chút một bị hấp thu vào Càn Khôn Đạo Nguyên, hóa thành lực đạo nguyên. Không có xung đột nào cả. Lại nói đến công pháp đạo thần mà hắn tu luyện, cho nên lực lượng sinh ra bên trong đạo nguyên của hắn cũng không phải là lực tiên nguyên. Đó là một loại sức mạnh cao cấp hơn lực tiên nguyên, tất nhiên cũng không thể được gọi là thần lực, nhưng Dương Bách Xuyên biết nó vẫn cao hơn lực tiên nguyên một bậc,
hắn gọi đó là lực lượng càn khôn đạo nguyên. Tất cả ma khí hấp thu được đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng đạo nguyên. Trong quá trình tu vi không ngừng tăng lên, hỗn nguyên cảnh sơ phẩm không nhất quán ban đầu đã dần ổn định lại. Hơn nữa lúc này hắn cũng phát hiện ra một chuyện khiến trong lòng hắn rất vui vẻ, đó chính là tốc độ càn khôn đao nguyên chuyển hóa lực lượng của hắn rất nhanh, ít nhất cũng nhanh gấp 10 lần so với trước kia. Một viên tiên đan kim nguyên đại la hấp thu luyện hóa lực lượng trong nháy mắt, đột phá tu vi, ma khí khổng lồ tiến vào cơ thể cũng còn lâu mới được chữa, vì vậy, hắn ngừng lại. Hiệu quả của việc uống viên tiên đan kim nguyên đại la lần này đã phát huy hết tác dụng, đáp ứng được kỳ vọng của hắn. Hơn nữa, trong ma thành, ma khí khổng lồ không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Sau khi tiến vào càn khôn đạo nguyên rất xa, tà khí và sát khí trong ma khí đều bị hóa giải dưới sự vận hành âm dương của càn khôn đạo nguyên. Đồng thời, cánh cửa U Đô xuất hiện vô hình ở đạo nguyên trong quá trình tu luyện cũng hấp thu hết tà khí và sát khí đó, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy. Bên trong đạo nguyên, Dương Bách Xuyên cảm thấy đây không chỉ là cánh cửa U Đô, mà còn có sự tồn tại của chuông Đông Hoàng và bổn mệnh thờ tượng. Đây là điều mà trước đây hắn chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện. Có lẽ là do trước đây không chú ý đến, hoặc có thể nói là tu vi không đủ để phát hiện ra. Nhưng sau khi vừa đột phá đến hỗn nguyên sơ phẩm, Dương Bách Xuyên cũng đã cảm nhận rõ ràng. Sự phát hiện này khiến trong lòng hắn rất vui mừng. Hắn biết rõ tiềm lực của thiên phú thần thông này trong cơ thể mình lớn đến mức nào. Theo sự đề cao tu vi, những thứ này cũng có thể được tăng lên và liên tục khai quật. Tất cả đều ở trong đạo nguyên. Đây là chuyện tốt. Sau khi cảm nhận kỹ càng, Dương Bách Xuyên phát hiện, chỉ khi tâm trí của mình chìm vào càn khôn đạo nguyên thì chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô cũng như bản mệnh thần tượng mới xuất hiện. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể xuất hiện. Phát hiện này cũng khiến Dương Bách Xuyên hiểu được, càn khôn đạo nguyên của hắn thật ra là một thứ gì đó bí ẩn hơn hoặc có thể là có tiềm lực rất lớn. Dù sao bên trong càn khôn đạo nguyên trước đây cũng chủ yếu dung hợp càn khôn chỉ linh và quả cầu hắc bạch, theo càn khôn chi linh khi đó thì lại là nhị khí càn khôn. Vượt xa trí tưởng tượng và sự hiểu biết của hắn, chỉ có thể được thể hiện khi tu vi của hắn không ngừng tăng cao. Hỗn nguyên cảnh hiện tại chính là một đỉnh núi phong thủy ở cấp độ lực lượng thiên giới tầng thứ nhất, vì vậy Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra ba loại thiên phú thần thông bên trong càn khôn đạo nguyên. Trong lòng hắn nghĩ, sau này phải đi khai thác càn khôn đạo nguyên mới được. Nhìn từ bên ngoài, Dương Bách Xuyên trong mắt Phương Tĩnh Thiên lúc này đã bị một lượng lớn ma khí bao vây, xem ra hắn sẽ xong đời bất cứ lúc nào. Nhưng mọi người đều biết Dương Bách Xuyên đã có những thay đổi khác, chỉ có Phương Tĩnh Thiên không biết mà thôi. Lão già này hiện tại vẫn đang đứng đó vui mừng, chờ nhìn thấy kết cục bi thảm của Dương Bách Xuyên. Sau khi bị ma khí xâm chiếm, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phương Tĩnh Thiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sau một thời gian lâu như thế, Dương Bách Xuyên hấp thu một lượng lớn ma khí vào trong cơ thể, nhưng lại không có phản ứng gì cả, điều này không đúng lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Tĩnh Thiên từ từ đi tới gần Dương Bách Xuyên, hắn không chần chờ mà chuẩn bị cho Dương Bách Xuyên một đòn. Dù sao ở trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên lúc này cũng đang bị ma khí trói buộc chặt rồi, hắn chính là mục tiêu sống. Tiểu tử này đã kéo dài lâu như vậy mà vẫn không sao, cũng có chút năng lực đấy. Nhưng lão phu không có thời gian dây dưa với ngươi nữa, đi chết đi. Vừa dứt lời, Phương Tĩnh Thiên đột nhiên đánh một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, hai người chỉ cách nhau 3 mét, khoảng cách này là quá gần đối với một cao thủ cấp bậc hỗn nguyên. Chỉ cần đánh trúng một chưởng, Phương Tĩnh Thiên chắc chắn hạ gục được Dương Bách Xuyên chỉ trong một đòn. Tuy nhiên, khi ông ta đánh ra một chưởng thì một cảnh tượng bất ngờ ập đến. Một chưởng của Phương Tĩnh Thiên thật sự đánh trúng thân thể Dương Bách Xuyên. Nhưng ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì một chưởng của ông ta chỉ đánh tan ma khí mà thôi. Nhưng lúc ma khí tiêu tán cũng không nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Chuyện này, Phương Tĩnh Thiên cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vàng rút lui. Nhưng ông ta chỉ sững sờ một lát, một giọng nói đùa giỡn tàn bạo vang lên sau lưng ông ta, lão già ngươi xem kịch đủ rồi, tiểu gia ta diễn với ngươi xong rồi, bây giờ ta tiễn ngươi lên đường Nga. Làm sao có thể, trong lòng Phương Tĩnh Thiên chấn động. Đúng lúc này, Phương Tĩnh Thiên khó khăn quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa và xuất hiện sau lưng ông ta. Có phải ngươi muốn hỏi là tại sao ta có thể hấp thu ma khí mà không bị sao đúng không? Ha ha, ta sẽ cho ngươi được rõ ràng, tiểu gia ta cũng không kiêng dè việc hấp thu ma khí, còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn bây giờ thì lên đường đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa bỗng nhiên dùng sức,
kiếm khí của kiếm đầu long nổ tung, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt, Phương Tĩnh Thiên bị giết chết chỉ sau một đòn, trong chớp mắt, thân thể Phương Tĩnh Thiên nổ tung, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt thành cho tàn. Một đòn của Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt Phương Tĩnh Thiên. Đây chính là lợi ích của việc thăng cấp thực lực tu vi. Hơn nữa có lực xuyên thấu không gian của Minh Văn Đạo Phù, còn có sự lơ là của Phương Tĩnh Thiên, lúc Phương Tĩnh Thiên công kích hắn, hắn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau ông ta, trực tiếp đâm một kiếm xuyên tim ông ta từ phía sau. Dương Bách Xuyên phát hiện quả thật sau khi tu vi đạt đến hỗn nguyên cảnh, các phương diện đều đã khác trước. Ngay cả tốc độ thúc dục lực không gian của Minh Văn Đạo Phù cũng tăng lên không chỉ một bậc. Đương nhiên có thể giết chết Phương Tĩnh Thiên trong một đòn vẫn là do sự lơ là thiếu cảnh giác của ông ta. Bắt đầu từ lúc hắn dùng đan kim nguyên chân đạo đột phá cảnh giới, Phương Tĩnh Thiên đã rơi vào ý thức riêng, tự cho rằng Dương Bách Xuyên không ngừng hấp thụ ma khí sau khi đột phá, không cần ông ta ra tay hắn cũng sẽ tiêu đời. Nhưng có đánh chết Phương Tĩnh Thiên cũng không ngờ tới, ở đây ngoài ông A có thể hấp thụ ma khí ra, Dương Bách Xuyên cũng sẽ hấp thụ ma khí để sử dụng, hơn nữa còn tốt hơn ông ta. Cho dù ông ta cảm thấy Dương Bách Xuyên không đúng, lúc không nhịn được ra tay công kích Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn đang ở trong trạng thái lơ là. Như vậy mới khiến Dương Bách Xuyên có cơ hội giết ông ta trong một đòn. Đương nhiên không ai ngờ tới Dương Bách Xuyên lại là ngoại lệ. Trước khi chết Phương Tĩnh Thiên vẫn là vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã nói hắn có thể hấp thụ ma khí, nhưng mà Phương Tĩnh Thiên cũng không sống lại được nữa. Ông ta bị một kiếm của Dương Bách Xuyên làm cho hồn bay phách tán, ngay cả thi thể cũng bị thanh liên tiên hỏa đốt thành cho bụi. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn Phương Tĩnh Thiên biến mất trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xử lý xong lão bất tử nguy hiểm này. Trong lòng hắn cũng tự khuyên răn, nhất định không thể chủ quan khi đối đầu với kẻ địch. Phương Tĩnh Thiên chính là tấm gương. Hắn vung tay nhặt nhẫn chữ vật của Phương Tĩnh Thiên lên, coi như nhận được một chiến lợi phẩm. Phương Tĩnh Thiên là các chủ của Hỏa Vân Các, tiên khí ông ta dành dụm chắc chắn có đồ tốt. Dương Bách Xuyên không kiểm tra xem trong nhẫn chữ vật của Phương Tĩnh Thiên có đồ tốt gì. Bởi vì lúc này hắn cũng thấy nhóm Định Hòa Bình đều đang ở thế yếu. Hắn phải đi giúp nhóm Định Hòa Bình. Tất nhiên còn cả cảnh sán đang nằm trên tế đàn, không rõ sống chết. Dương Bách Xuyên cần đi xem thử, hắn có cảm xúc hơi phức tạp đối với cảnh sán, dù sao nàng ta cũng là đồ đệ của Phương Tĩnh Thiên, là người của Hỏa Vân Các. Tình hình bây giờ là hắn đã giết sư phụ Phương Tĩnh Thiên của cảnh sán, trời mới biết sau khi cứu cảnh sán, về sau liệu có phiền phức không. Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều. Nói cho cùng cảnh sán là bị sư phụ Phương Tĩnh Thiên của nàng ta đánh trọng thương. Với quan hệ sư đồ như vậy, chắc sẽ không có phiền phức gì. Còn một điều quan trọng là lúc trước cảnh sán từng giúp hắn chặn một đòn của Phương Tĩnh Thiên, coi như hắn đã nợ tiên tử này một ân tình. Chỉ dựa vào điều này, Dương Bách Xuyên cũng sẽ nghĩ cách cứu cảnh sán. Thậm chí hắn còn nghĩ đến hình ảnh cảnh sán trần truồng trước mặt hắn. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Dương Bách Xuyên đã đến trước mặt cảnh sán, phát hiện nàng ta còn sống, chỉ là sức sống của nàng ta vô cùng yếu ớt. Chỉ cần còn sống thì Dương Bách Xuyên sẽ có thể nghĩ cách kéo nàng ta trở về từ trong tay tử thần. Có ba giọt nước sinh mệnh này, cảnh sán đã có thể sống lại, đương nhiên tiêu hao tỉnh huyết là nguyên khí bản mệnh, không thể nào khôi phục lại cho một sớm một chiều, sau này phải xem tạo hóa của bản thân nàng ta thôi. Sau đó, Dương Bách Xuyên thu cảnh sán vào trong không gian bình càn khôn, để nàng ta tự khôi phục. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường khác của nhóm Ninh Hòa Bình. Lúc này, chiến trường bên đó đã tiến vào thời khắc gay cấn. Có thể là do hắn đã giải quyết Phương Tĩnh Thiên, khiến nhóm Đỉnh Hòa Bình trỗi dậy, cuối cùng đã xoay chuyển từ thế yếu. Nhưng lúc này hai ma khuyển cũng ma hóa vào trạng thái điên cuồng, cảnh đánh nhau như trời long đất lở. Nhìn qua thấy Tuyết Hương đang chiến đấu bằng bản thể, vải giáp trên người lấp lánh ngân quang, nhưng cũng có vài chỗ xuất hiện vết máu, rõ ràng nàng ấy đã bị thương. Trông Tuyết Hương liều mạng hơn bất cứ ai. Giây phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hiểu ra, hình như hẳn có thể hiểu được tại sao Tuyết Hương lại liều mạng như vậy. Chắc chắn là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, xử lý hai ma khuyển, sau đó đến giúp hắn chiến đấu với Phương Tĩnh Thiên. Mặc dù ngoài miệng Tuyết Hương không nói, nhưng sau khi tiếp xúc với nàng ấy nghìn năm, tất nhiên Dương Bách Xuyên rất hiểu nha đầu đơn thuần này. Cho nên trong lòng hắn có sự ấm áp tràn ra. Còn lúc nhìn về phía hai ma khuyển, đôi mắt của Dương Bách Xuyên híp lại, tràn đầy sát cơ. Hắn nhìn qua, đương nhiên có thể nhìn ra hai ma khuyển này rất khó dây dưa. Đỉnh Hòa Bình và Tuyết Hương muốn xử lý hai ma khuyển trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, thúc giục Minh Văn Đạo Phù, biến mất tại chỗ.
lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của một ma khuyển. Chết! Rất đơn giản thô bạo, Dương Bách Xuyên nâng kiếm bằng hai tay ở đỉnh đầu của ma khuyển, đâm một đòn xuống đầu của nó. Quỳnh! Bây giờ, một kiếm này của Dương Bách Xuyên cũng không tệ, dù sao đã tiến cấp hỗn nguyên, sức mạnh các phương diện đều mạnh hơn rất nhiều. Trong một tiếng vang, kiếm của Dương Bách Xuyên bùng nổ trên đầu của ma khuyển. Growl growl, ma khuyển giống giận, lúc này đầu đã chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ đầu của ma khuyển hoặc nói thân thể của nó đúng thật là được điêu khắc bằng đá. Hắn trực tiếp đánh nổ cơ thể điêu khắc của ma khuyển. Sau đó, cả người ma khuyển đều nổ tung, ma khí mạnh mẽ chợt dâng lên. Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như đâm vào một quả bóng chứa đầy nước, nổ ra. Hắn cảm nhận được lực ma sát mạnh mẽ khiến cả người hắn ớn lạnh. Không đúng. Thứ này vẫn chưa chết. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Hắn muốn lùi lại, nhưng cả người đã bị ma khí bao phủ. Sau khi bị hắn phá hủy, ma khí tản ra từ thân thể điêu khắc của ma khuyển lại càng đáng sợ hơn. Lúc này ma sát tùy ý trong người, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân của hắn giống như sắp bị đóng băng rồi. Có điều hắn không nóng vội, bởi vì hắn có cách ứng phó. Trong lòng chợt động, lẩm bẩm, cánh cửa U Đô. Ngay sau đó, cánh cửa U Đô xuất hiện từ trong đạo nguyên, hiện lên bên trên đạo nguyên, cánh cửa U Đô mở ra. Ma sát loanh quanh trong cơ thể đều bị hút vào trong cánh cửa U Đô, biến mất sạch sẽ. Chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên lại lẩm nhẩm lần nữa. Lần này trong lòng hắn chợt động, chuông Đông Hoàng trực tiếp hiện ra bên ngoài cơ thể, phù văn màu vàng lưu chuyển, một cái chuông lớn cổ xưa hoàn toàn bao phủ lấy nhục thể của Dương Bách Xuyên. Tiếp theo phù văn màu vàng trên chuông Đông Hoàng bùng ra muôn vàn tia kim quang sáng chói trong lúc lưu chuyển. Xì 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 khí ma sát phát ra tiếng xì xì xì, nhanh chóng bốc hơi dưới kim quang của chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên được bao bọc trong bóng tối, kim quang của chuông Đông Hoàng nhanh chóng tản đi. Trong chớp mắt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, growl growl growl. Lại là tiếng kêu của ma khuyển. Sau đó khí ma sát hắc ám bị kim quang của chuông Đông Hoàng chiếu rọi, hoàn toàn biến mất. Dương Bách Xuyên lại nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy một ma khí còn lại chỉ còn nửa mét lăn lộn trước mắt, nhưng dưới sự bao phủ của chuông Đông Hoàng, nó vẫn đang không ngừng thu nhỏ, hắn thấy một con ma khuyển đang vùng vẫy bên trong. Dương Bách Xuyên vui vẻ, hắn không ngờ chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xuất hiện lần nữa sau khi tiến vào càn khôn đạo nguyên lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ là chuông Đông Hoàng chí dương, phù văn lưu chuyển chính là sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, có thể đối phó với ma khí âm sát. Chỉ cần có thể hóa giải đôi chút là hắn sẽ có thời gian hoàn toàn thoát khỏi ma khí của ma khuyển hóa hình này. Ai ngờ sau khi sử dụng, hiệu quả lại tốt ngoài tưởng tượng, không phải chỉ mạnh hơn chút xíu so với năm đó. Còn cả cánh cửa U Đô, gần như trong chớp mắt đã hấp thụ sạch sẽ ma sát trong cơ thể. Ma khuyển này coi như xong đời rồi. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, phóng to sự vận chuyển của chuông Đông Hoàng. Sau mấy phút, một ma hồn châu xuất hiện trong tay hắn, bên trong có bóng ma khuyển. Nhưng nó đã không còn bất cứ uy hiếp nào với Dương Bách Xuyên, sớm muộn cũng sẽ bị hắn luyện hóa, trở thành sức mạnh tu luyện thần hồn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, lúc này ma khuyển còn lại chiến đấu với nhóm Đỉnh Hòa Bình và Tuyết Hương cũng đã bị áp chế hoàn toàn. Thân hình của Dương Bách Xuyên chợt lóe giống như pháo pháp chế, phá vỡ cơ thể điêu khắc của ma khuyển, sức mạnh của chuông Đông Hoàng bao phủ bên trên, trấn áp con ma khuyển cuối cùng biến thành ma hồn châu. Đến đây, trận chiến đấu này đã kết thúc, nguy cơ cũng được hóa giải. Nhưng chớp mắt tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Giống như đang nhìn quái vật vậy. Quả thật đối với nhóm người Đinh Hòa Bình, Dương Bách Xuyên chẳng khác gì quái vật. Lúc trước, khi Dương Bách Xuyên giết chết Phương Tĩnh Thiên, mọi người đều muốn biết rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, muốn biết hắn hấp thụ nhiều ma khí như vậy sao lại không bị gì. Lúc này thấy hắn vừa ra tay, hai ma khuyển đã bị kim quang rực rỡ của hắn xử lý dễ dàng. Phải biết rằng 6, 7 người bọn họ suýt nữa đều bị hai ma khuyển áp chế ngược lại. Nhưng Dương Bách Xuyên vừa ra tay, sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Trọng điểm là trạng thái bây giờ của Dương Bách Xuyên rốt cuộc là thế nào? Bảo Thuận Quang dè dặt hỏi, chủ nhân, ngài không sao chứ? Dương Bách Xuyên cười, ta có thể có chuyện gì? Ngươi mong ta xảy ra chuyện hả? Hắn trêu Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang vội vàng xua tay nói, không không không. Ý của ta là ngài hấp thụ nhiều ma khí như vậy, lúc này ngài là tiên hay ma? Dương Bách Xuyên cười mắng nói, chủ nhân nhà ngươi nhìn giống ma sao? Không không không, ý ta không phải giống ma, mà là tiên nhân.
Bảo Thuận Quang vội vàng xua tay. Lúc này, những người khác cũng nhìn ra, Dương Bách Xuyên không hề bị ma khí ảnh hưởng, ngược lại sức mạnh còn tăng vọt. Chỉ cần không phải nhập ma là được. Tuyết Hương khôi phục lại hình người bước tới, Dương Bách Xuyên vội vàng tiến lên hỏi, Tuyết Hương, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ vài vết thương ngoài da, ngươi sao rồi? Tuyết Hương quan tâm hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười nói, yên tâm đi, ma khí ta hấp thụ đều đã bị luyện hóa rồi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương đang lo lắng điều gì. Nhưng chỉ một câu nói bâng quơ của hắn lại khiến cho những người khác chấn động. Ý của Dương Bách Xuyên là, hắn có thể hấp thụ được ma khí. Hơn nữa còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây là bản lĩnh gì? Trong thiên hạ, có mấy người hấp thụ được ma khí để dùng cho bản thân, hơn nữa còn không nhập ma đạo. Hình như chưa bao giờ nghe qua. Phương Tĩnh Thiên hấp thụ ma khí nhưng ông ta đã tu luyện ma điển thì mới có thể làm được. Hơn nữa rõ ràng sau khi Phương Tĩnh Thiên hấp thu luyện hóa, sức mạnh của ông ta cũng đã chuyển hóa thành ma khí. Nhưng vừa rồi khi Dương Bách Xuyên ra tay, mọi người đều không cảm nhận được chút ma khí nào từ trên cơ thể hắn, lực tiên nguyên rất tinh khiết. Vậy nên mới nói, tất cả bọn họ đều rất chấn động. Rốt cuộc trên người Dương Bách Xuyên có bao nhiêu bí mật? Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa, trung tâm tế đàn chính là cửa truyền tống vào cung tiếp theo, chúng ta qua đó trước rồi nói, mọi người yên tâm, ai cũng có thể nhập ma nhưng ta thì không, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn rồi bay về hướng truyền tống trận ở trung tâm tế đàn. Tất cả mọi người thông qua cửa vào truyền tống giữa tế đàn tiến vào cung tiếp theo. Lúc này tất cả mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều, cung thứ nhất đã khó chơi như thế, cung tiếp theo sẽ có cái gì đang chờ đợi bọn họ đây? Không một ai biết nhưng tất cả đều hiểu rõ, lúc này cũng chẳng quan tâm tới thiên tài địa bảo gì nữa, nghĩ cách mà sống sót đi. Suốt đường đi, người của Hỏa Vân Các đều đã chết hết, chỉ còn lại cảnh sán đang bị thương nặng. Điện Ma Đan cũng chỉ còn Hình Nguyên Minh và hai điện lão. Đại la của luyện tạo tiên minh cũng còn mỗi Kim Quy Tiên Nhân và một thị chó thể nói là tổn thất nặng nề. Điều này cũng minh họa cho sự tàn ác của thành ma này, hoặc nói cách khác là những ma hồn khó chơi ở đây. Nhưng nhân số của đội ngũ cũng đã tăng hơn 1.000 lần, bởi vì giữa đường có Mông Điềm chỉ huy nghìn quỷ tiên gia nhập. Với Dương Bách Xuyên mà nói, chuyến đi này quả thật thu hoạch rất phong phú, chỉ riêng Ma Châu đã lấy được 5 viên. Đương nhiên quan trọng nhất là tu vi bỗng nhiên đột phá, bước vào Hỗn Nguyên Đạo Tiên sơ phẩm đỉnh phong. Thực lực tăng hơn rất nhiều so với lúc trước. Vui hơn là, hắn phát hiện thiên phú thần thông của Chuông Đông Hoàng. Trong Càn Khôn Đạo Nguyên, tu vi tăng lên thì hiệu quả của việc sử dụng Minh Văn Đạo Phù cũng cao hơn rất nhiều. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện, năng lực xuyên thấu không gian của Minh Văn Đạo Phù quả thật là một vũ khí lợi hại, không những có thể chạy thoát thân mà còn có thể bẫy người khác. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ năng lực xuyên không gian của Đạo Phù, nó chỉ phát huy tác dụng khi kẻ địch không đề phòng. Nếu như người có cùng cấp bậc đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ mất đi khả năng đánh lén. Đội ngũ đi tới cung thứ hai. Sao nơi này lại khác hoàn toàn với cung đầu tiên? Bảo Thuận Quang nhìn cung điện trước mắt nói. Lúc này bọn họ đã xuất hiện trên sân rộng của cung điện, nhưng nơi này không giống với cung vừa rồi, nơi này trơ trụi, mặt đất đều là bùn, không có lấy một viên đá. Nhìn qua thì cung điện không có gì thay đổi so với cung đầu tiên, tất nhiên, nhìn bề ngoài thì bạn không thể nhận ra sự khác biệt. Vấn đề thực sự thường nằm ở bên trong. Ở cung đầu tiên, mọi người đã gặp hai ma khuyển và ma hồn cao cấp, không biết cung thứ hai này sẽ gặp phải cái gì. Lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều rất lo lắng. Dù sao lúc trước cũng vô cùng hung hiểm. Cung thứ nhất đã như thế, cung thứ hai tất nhiên càng nguy hiểm hơn. Nhưng cho dù nguy hiểm thì bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp, bởi vì không còn đường lui. Chỉ có thể đi về phía trước. Giống với cung thứ nhất, không có cửa, cũng không có đại trận gì, bọn họ thuận lợi đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Nhưng không giống với những gì trong tưởng tượng, Dương Bách Xuyên dẫn mọi người vào cung điện, kết quả lại phát hiện ra nơi này cũng có tế đàn. Hơn nữa cũng một màu đen kịt như cái ở cung trước. Ánh sáng bên trong cung điện tương đối rõ ràng, cũng không cần phải đốt tiên hỏa để chiếu sáng. Bọn họ nơm nớm lo sợ bước thẳng lên tế đàn mà không gặp bất cứ trở ngại nào, điều này khiến Dương Bách Xuyên và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ai cũng hiểu, không phải cung điện nào đều nguy hiểm, dù sao thì nơi này cũng là di tích thời thượng cổ, hơn nữa còn bị người khác chôn vùi dưới đất. Trải qua biết bao nhiêu thời đại, nơi này không biến mất đã là kỳ tích rồi, hơn nữa Mông Điềm đã từng nói. Cứ cách 900 năm thì ma hồn trong thành ma sẽ hội tụ về trung tâm cung điện một lần,
sau đó thì biến mất rất nhiều, điều này cũng có hiểu. Vô số năm trôi qua cho dù nơi này có ma hồn cường đại thì có lẽ cũng đã không ngừng biến mất. Ở cung thứ hai không phát hiện ra ma hồn, chứng tỏ ma hồn ở đây cũng đã không còn. Đây là chuyện tốt với tất cả bọn họ. Mục tiêu là trung tâm cung điện, bọn họ chỉ ước những cung điện tiếp theo. Cũng không có ma hồn nào. Có lẽ vận may tốt, đoạn đường kế tiếp, bọn họ đi thẳng tới cung thứ 9. Ngoại trừ cung đầu tiên gặp phải nguy hiểm, ngoài ra thì thuận buồm xuôi gió tới tận sân cung điện thứ 9. Sau khi mọi người tới cung thứ 8, đẩy cánh cửa cung điện rồi bước vào, bên trong không hề giống với những cung điện trước đó. Khi mở cánh cửa ra, bọn họ nhìn thấy đủ các loại màu sắc. Không hề u ám như trong tưởng tượng, ngược lại còn mang cho họ cảm giác vàng son lộng lẫy. Trước mặt bọn họ là một không gian đại điện rộng hàng nghìn mét vuông, phía trước là một ngai vàng rực rỡ, bên trên chạm trổ rồng phượng rất khí phái. Hai bên có 18 ghế ngồi, nhìn giống như được làm bằng vàng, bốn phía đại điện có một cây cột trụ đường kính hơn 1 mét. Lúc này mọi người đều có ảo giác như mình đang bước vào hoàng cung nào đó chứ không phải là ma điện của ma tộc. Mọi thứ dường như không phải là ảo ảnh. Mông Điềm đi xung quanh xem có gì khác thường không? Dương Bách Xuyên nói với Mông Điềm. Rõ, sư tôn, Mông Điềm đáp lời rồi dẫn theo một đột quỷ tiên đi vòng quanh kiểm tra. Một lúc sau mới trở về báo cáo, sư tôn, mọi thứ nơi này đều là thật, không phải ảo ảnh, nhưng không thấy tế đàn ở đâu, cũng không phát hiện ra ma hồn nào. Dương Bách Xuyên nghe xong thì nhíu mày, nói như vậy thì đây là cung điện cuối cùng khi tới trung tâm, không nên yên tĩnh như vậy mới đúng. Càng không có gì khác thường thì càng có vấn đề. Bởi vì đây là cung cuối cùng, hơn nữa 8 cung trước đều có tế đàn nhưng nơi này lại không tìm thấy. Đây chính là vấn đề. Tế đàn là con đường để ra ngoài. Muốn ra ngoài mà không có tế đàn là một vấn đề. Mọi người cẩn thận, đừng để tới cung cuối cùng lại đổ sông đổ bể, đi xung quanh tìm xem có thấy nơi nào giống như lối ra không. Dương Bách Xuyên dặn dò mọi người. Tất cả mọi người đều chia nhau đi kiểm tra. Ai nấy cũng rất cẩn thận. Bọn họ đều là những người tu luyện hàng nghìn năm thậm chí là vạn năm, cho dù Dương Bách Xuyên không nhắc nhở thì họ cũng biết càng vào lúc này thì càng có vấn đề. Bên cạnh Dương Bách Xuyên là Tuyết Hương, ánh mắt hắn dán chặt vào. Vương tỏa cao lớn. Hắn và Tuyết Hương cùng đi qua đó. Vừa đi hắn vừa hỏi, người có cảm giác được gì không? Nhưng thường thì có một số chuyện vẫn luôn quái dị như vậy. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi. Hắn và Tuyết Hương bước từng bước về phía vương tọa to lớn kia. Hai người chậm rãi leo lên bậc thềm hướng về phía ngai vàng. Cuối cùng cũng đứng trước ngai vàng. Lúc này, chim thần ma đang ngủ gật trên vai Dương Bách Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, oa! Này con gà kia, đừng có lại gần quá, hình như vương tọa này có vấn đề. Nghe thấy giọng điệu khoa trương của chim thần ma, Dương Bách Xuyên giật mình, vốn dĩ hắn đang khẩn trương, cảm giác nơi này có vấn đề, hiện tại lại bị con chim lại dọa như vậy. Nhịp tim đập chật mấy nhịp. Nói rõ ràng xem nào. Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Kết quả một câu của chim thần ma suýt nữa khiến hắn không biết. Chim thần ma nói, không biết thì ngươi nói làm gì. Dương Bách Xuyên mắng to. Chim thần ma nói, ông đây chỉ cảm thấy không thích hợp chứ biết rõ làm gì. Vậy nói xem ngươi nhìn ra cái gì. Dương Bách Xuyên nói. Hắn và Tuyết Hương đều cảm thấy có vấn đề, nhưng đó chỉ là cảm giác. Hiện tại chim thần ma đã nói không thích hợp vậy thật sự có vấn đề. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, vương tọa hoàng kim kia rất có sức hút. Sau khi hắn ngẫm lại đã tổng kết ra hai chữ sức hút. Từ lúc bắt đầu vô thức đi lên bậc thang đi đến trước vương tọa, đây là một loại hành vi theo bản năng. Lúc này chim thần ma lên tiếng nên hắn muốn nghe ý kiến của nó, rốt cuộc con chim này được coi là chim thần ma đứng đầu tam giới. Mặc dù lần này chưa nhìn ra vấn đề gì nhưng nó có thể nói thẳng ra vương tọa hoàng kim này có vấn đề, vậy chắc chắn không sai được. Chim thần ma, trực giác của ta sẽ không sai, mặc dù lão tử không thể nói thành lời nhưng chắc các ngươi cũng cảm nhận được nơi này không thích hợp đúng không? Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng vậy. Chim thần ma, vậy thì đúng rồi, thứ càng bắt mắt thì càng có vấn đề. Nơi này là điện ma cung, nghĩ lại 8 cung trước, các ngươi đều nhìn thấy tế đàn, có thể đi vào tế đàn tìm được lối vào. Nhưng đến nơi này lại không nhìn thấy tế đàn đâu cả, ngược lại xuất hiện nhiều ghế dựa như vậy, đây là điểm khác thường lớn nhất. Ngươi có thể nói vào trọng tâm hay không? Dương Bách Xuyên ngắt lời chim thần ma. Tên gà mờ nhà ngươi không thể cho ta chút mặt mũi hả, đừng có ngắt lời ta. Chim thần ma mắng to. Mang xong tiếp tục nói, hình như ta đã nhìn thấy vương tọa này và 18 chiếc ghế trong đại điện ở đâu đó rồi, nhưng không nghĩ ra. Chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ngươi chờ ta ngẫm lại đã.
Nói xong chim thần ma yên lặng suy nghĩ. Dương Bách Xuyên cũng không thúc giục nó mà chờ chim thần ma trả lời. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên phát hiện có người ngồi thử lên trên ghế dựa. Đúng lúc này chim thần ma lên tiếng, nghĩ ra rồi, mấy ghế dựa đó là ghế nhiếp hồn trận của ma tộc, đừng có ngồi xuống thì thần hồn sẽ bị bao. Vây trong ảnh cảnh ma huyễn, rất khó đi ra. Nghe xong Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn nhìn thấy có rất nhiều người trong đại điện đã ngồi lên ghế. Hắn vội vàng hô to, đừng ngồi lên ghế dựa. Muộn rồi, đây là ghế dựa do đại trận nhiếp hồn của ma tộc tạo thành, sau khi ngồi lên thần hồn sẽ tiến vào thế giới ma huyễn, không tỉnh được. Chim thần ma nói, sao ngươi không nói sớm hả? Giờ thì hay rồi, bọn họ đều ngồi lên. Dương Bách Xuyên mắng, không phải ta vừa mới nhớ ra hay sao, sao có thể trách ta chứ? Chim thần ma mắng lại, sao vậy sư phụ? Mông Điềm dẫn theo một đội quỷ tiên đi đến, từ xa nghe thấy tiếng hét của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ lặp lại lời của chim thần ma. Sau đó nói, Mông Điềm, ngươi thử đánh thức bọn họ xem. Mấy người ngồi trên ghế ma như chìm vào giấc ngủ. Có lẽ thần hồn của bọn họ đã chìm vào thế giới ma huyễn. Nghe vậy Mông Điềm vội vàng gọi mọi người. Dương Bách Xuyên cũng đi xuống bậc thang hét lên. Đúng như lời của chim thần ma, dù hắn và Mông Điềm hét to đến mấy hay dùng pháp lực kích thích, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Ai cũng ngủ như chết. 18 ghế ma trong đại điện đã bị ngồi gần hết. Bên Tiên Minh luyện tạo có Đinh Hòa Bình, Biên Long, Bảo Thuận Quang, Diêu Bất Ngôn, Kim Quy Tiên Nhân và một thị vệ Đại La, tổng 6 người. Chim thần ma khinh bỉ, ngươi nói xem. Sau đó nói, đây được gọi là ma tòa nhiếp hồn, ngươi nói xem đồ của ma tộc có thứ nào tốt lành hay không. Nói thật cho ngươi, sau khi ý thức thần hồn của bọn họ rơi vào thế giới ma huyễn, tâm ma sẽ xuất hiện, sau đó tâm sẽ để ý thức thế giới giết bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng không biết chính mình đã rơi vào thế giới ma huyễn, chỉ tưởng đó là thế giới thật, cho nên vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra, đến khi bị tâm ma giết chết. Dương Bách Xuyên nói, chẳng lẽ không có cách nào phá giải hả? Chim thần ma lắc rồi lại gật. Vậy rốt cuộc có hay không? Dương Bách Xuyên hỏi. Nói sao ta, tất nhiên không có gì tuyệt đối, luôn có cách phá giải trận pháp thì có thể rời khỏi ý thức thế giới. Nhưng muốn phá giải cần có người ngồi trên vương tọa. Sau đó đưa vào thế giới trận pháp nhiếp hồn, chỉ đạo chia đấu. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, sau khi ngồi lên vương tọa sẽ sinh ra tâm ma vô cường đại, có khi chính mình sẽ chết trước. Chim thần ma nói. Nghe xong Dương Bách Xuyên nói, ý của ngươi là muốn cứu người thì phải có người ngồi lên vương tọa. Chim thần ma, đúng vậy, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có chỗ tốt. Chờ các ngươi giết chết đối thủ của mình trong thế giới ý thức ma huyễn, lực thần hồn sẽ tăng lên. Thật ra đây là một loại trận pháp rèn luyện thần hồn, chẳng qua vô cùng biến thái. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác, Dương Bách Xuyên nói. Lúc này Mông Điềm lên tiếng, sư phụ, để ta đi cho. Ngươi là quỷ tiên nên không được, đó là pháp trận nhằm vào người sống, hơn nữa tu vi của ngươi không đủ, cho dù tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này vào cũng chưa chắc được. Chim thần ma nói, ta đi cùng ngươi, Tuyết Hương nói. Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn không thể mặc kệ nhiều người như vậy. Hơn nữa trong từ điển của hắn không có từ vứt bỏ đồng bạn. Hắn liếc nhìn Tuyết Hương, ngươi và Mông Điềm hộ pháp cho chúng ta, hiện tại không biết nơi này còn xuất hiện gì nữa. Nếu cả hai chúng ta cùng ngồi lên ghế nhiếp hồn, không có ai bảo vệ thân thể là một chuyện rất nguy hiểm. Hắn biết rất nguy hiểm nên không muốn để Tuyết Hương mạo hiểm. Mông Điềm là quỷ tiên nên không thích hợp. Hai người ở lại hộ pháp là thích hợp nhất. Tuyết Hương và Mông Điềm nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Đúng là sau khi bọn họ ngồi lên vương tọa xế không có người bảo vệ thân thể, nhỡ may nơi quỷ dị này xuất hiện ma hồn gì đó, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai người gật đầu đồng ý. Sau đó Dương Bách Xuyên ngồi lên vương tọa. Trước khi ngồi xuống, chim thần ma bay lên nói, Gà Mờ, người có thể không đi mạo hiểm. Dương Bách Xuyên biết ý của chim thần ma, nó muốn Dương Bách Xuyên từ bỏ đám người Định Hòa Bình. Nhưng Dương Bách Xuyên không làm được. Ta sẽ không bỏ mặc đồng bạn. Đó không phải phong cách của ta, Dương Bách Xuyên cười nói. Ngươi phải rõ có khi lần này ngươi sẽ không tỉnh lại nữa, vì đám người kia mà đánh cược mạng sống, đáng giá không? Con đường vấn đạo cũng kết thúc, chim, thần ma nói. Dương Bách Xuyên, tại sao không đáng? Trong chuẩn mực tu hành của ta, tình thân tình bạn tình nghĩa mới đứng đầu, nếu vì cầu đạo mà vứt bỏ mọi thứ, ta cho rằng đó không phải tu hành. Bọn họ đi theo ta đến cung thứ 9, chỉ kém một bước nữa là đến được ma điện trung ương. Cho dù chết cũng phải để bọn họ chết trong rõ ràng, không uổng công bọn họ tin ta. Nghe vậy chim thần ma không mắng Dương Bách Xuyên là tên gà mờ nữa, ngược lại khen ngợi hắn,
xem ra lão tử không nhìn lầm người, lão tử đồng ý với lời của ngươi. Cho dù là thần ma cũng có tình cảm, cứ việc làm chuyện ngươi muốn đi, kiên trì tâm của bản thân mới là đại đạo. Ta sẽ trông bên ngoài cho ngươi nên yên tâm, nhưng phải nhớ kỹ tâm ma trong thế giới ý thức ma huyễn chưa chắc là tâm ma sinh ra trong lòng mình, cũng là khả năng đó là tâm ma do thế giới ý thức tạo nên dựa vào tâm ma trong lòng của các ngươi. Nhưng dù là loại nào đều là kẻ địch của các ngươi, nhớ kỹ dù thế nào cũng phải tin tưởng chính mình, trong thế giới ý thức ma huyễn, lực ý chí thăng mọi thứ. Nói cách khác, thứ mà ngươi nghĩ lớn đến mức nào thì phải mở rộng gấp trăm lần nó, ngươi phải coi rẻ mọi thứ, mọi việc sẽ hóa nhỏ và ngược lại. Dương Bách Xuyên nghiêm túc lắng nghe, suy ngẫm lại lời của nó, đặc biệt là câu cuối cùng, câu đó tràn ngập chân lý. Rất khó, Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cảm ơn, bên ngoài giao cho ngươi, nếu chúng ta không tỉnh lại, phiền ngươi nghĩ cách dẫn Tuyết Hương và đám người Mông Điềm rời đi. Dương Bách Xuyên dặn dò chim thần ma, giống như lời dặn dò hậu sự trước giây phút sống chết. Nhưng bị chim thần ma chửi ầm lên, cút cút cút, có chuyện gì thì ngươi tự xử lý, ta không rảnh giúp ngươi. Vừa mắng chim thần ma vừa vỗ cánh đậu lên vai Tuyết Hương. Sau đó Dương Bách Xuyên hít sâu ngồi xuống vương tọa. Dương Bách Xuyên mở to mắt, nhưng hắn phát hiện mình vẫn ngồi trên vương tọa. Dưới vườn tọa, trên 18 vương tọa hai bên trái phải của hắn, người quen đều xuất hiện. Tuyết Hương, Định Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Hình Uyên Minh và Điện Lão bên cạnh ông ta, còn có Kim Quy Tiên Nhân và hộ vệ đều ở đây. Mỗi người chiếm một chiếc ghế hoàng kim, ngay cả chim thần ma cũng ngồi xổm trên vai hắn. Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, tức giận nhìn Tuyết Hương và Mông Điềm, không phải ta đã bảo các ngươi hộ pháp hay sao? Sao các ngươi cũng ngồi xuống vậy hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.